Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 2551, Trương Huyền bày trận 2. Trận pháp đại tông sư mà Lạc Huyền thanh chuyên môn mời tới phá trận, thậm chí ngay cả trận kỳ cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng a. À. Đây, ta có chuẩn bị một chút. Hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một đống trận kỳ xuất hiện ở trước mắt, lít nha lít nhít chừng 5600 cây. Nàng Am hiểu trận pháp, thứ này chuẩn bị không ít không chỉ số lượng nhiều, chất lượng cũng không kém. Cảm ơn. Bàn tay chào một cái, trận kỳ chậm rãi huyền phù, chân khí trong cơ thể đột nhiên phóng ra. Siêu siêu siêu. Lá cờ lập tức bay ra ngoài. Ngươi, ta hết thảy chỉ có bấy nhiêu trận kỳ ấy, ném đi như vậy, ngộ nhớ bố trí trận pháp thất bại, cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Thấy người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ném ra ngoài, bích hồng âm tức đến gương mặt xinh đẹp thấu hồng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn phía bay lên sương mù, mọi người đã đi vào một trận pháp cấp 8 ngăn cách thanh âm, ẩn nấp lực lượng. Cái này liền, xong. Bích hồng âm nuốt ngụm nước bọt, yết hầu khô khốc. Không chỉ nàng như vậy, Vân Liên Hải, Viên Hiểu cũng mở to hai mắt nhìn. Dù nghe Lạc Huyền Thanh nói, tốc độ bày trận của vị này rất nhanh, tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khó tin. Không đến một cái hô hấp, hoàn thành trận pháp cấp 8 coi như trận pháp sư cửu tinh cũng không nhanh như vậy a. À. Dù sao bố trí trận pháp, liên lụy đến địa hình, môi trường, còn có lực lượng đối thủ, rất nhiều nhân tố. Một cái chớp mắt liền hoàn thành, thậm chí ngay cả hoàn cảnh cũng không nhìn nhiều, đến cùng làm sao làm được. Không đúng, trận pháp này không chỉ ẩn nặc khí tức, còn giống như có tác dụng mê hoặc, để ông độc không cách nào chạy trốn. Sau khi hết khiếp sợ, Bích Hồng Âm đang muốn sử dụng tiếng đàn công kích như phát hiện cái gì, còn người co rụt lại trận pháp trước mắt cũng không chỉ ngăn cách khí tức để người ngoài không cách nào dò xét, càng quan trọng hơn là còn có hiệu quả mê hoặc, ong độc chỉ quanh quẩn ở bên trong, không thể chạy trốn. như vậy sẽ không cần lo lắng những gia hỏa kia sẽ ra ngoài báo tin, dẫn tới sinh mệnh càng cường đại hơn. a, à, vừa rồi ngươi cho trận kỳ số lượng quá nhiều, bố trí xong trận pháp ẩn nấp, còn thừa một ít, nên tiện tay tăng thêm cái mê trận. Trương Huyền cười cười, tiện tay thêm mê trận. Khóe miệng mọi người giật một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói như vậy, vừa rồi không đến một cái hô hấp. Người này bố trí ra hai trận pháp. Mấu chốt nhất là trận pháp điệp ra, trận pháp trùng điệp, dính dáng càng nhiều nhân tố, so với thích ứng môi trường thì càng thêm phức tạp, không ít trận pháp đại tông sư cần dùng la bàn đo đạc hơn mấy tháng cũng không thể để xuống một trận kỳ. Người này, cảm thấy còn thừa, liền bố trí ra. Bích Hồng Âm chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên. Nàng cũng là thiên tài trận pháp, nhưng so sánh với đối phương, cảm giác mình chính là phế vật. Có mê trận này, những xích vĩ độc phong kia không cách nào bay ra ngoài, có phải không cần chiến đấu hay không? Khiếp sợ một hồi, Vân Liên Hải nhịn không được nói. Cái này, mọi người sướng sờ, tất cả đều vội vàng gật đầu. Đúng nha, mục đích của mọi người cũng không phải giết chết những ong độc này, mà vì không để cho chúng chậm trễ nhóm người mình tìm kiếm động hư hồ lô đã bị mê trận vây khốn, cần gì phải đánh nhau. Không bằng rời khỏi. Khẳng định phải chiến đấu, loại trận pháp tiện tay bố trí ra này, không có thời gian tích lũy, cũng không có linh khí duy trì, chịu không được bao lâu sẽ tán loạn, không giải quyết triệt để, một khi chúng ta bị vây ở địa phương càng sâu, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Lạc Huyền Thanh nói. Trận pháp vận chuyển cần linh khí duy trì, thật giống như xe ngựa cần ngựa, không có động lực thì không thể kéo dài. Mê trận vây khốn một hai con ong độc thì thôi, nhiều như vậy, liên hợp công kích, uy thế cực mạnh, không có linh khí rồi dào ủng hộ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Chờ đến lúc đó bị động, còn không bằng hiện tại giải quyết phiền phức. Sẽ không a -Hát, vừa rồi thời điểm bày trận, sợ duy trì không được, ta còn thuận tiện bố trí tụ linh trận, có tụ linh trận tập hợp linh khí trận pháp này duy trì mấy trăm năm hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề trương huyền ngắt lời hắn giải thích nói còn bố trí tụ linh trận mọi người lại nhoáng một cái vội vã nhìn qua quả nhiên thấy trận pháp cực kỳ củng cố dường như có động lực to lớn liên tục không ngừng duy trì vận chuyển cái này ra đầu mọi người nổ tung trận pháp điệp ra ba tầng một cái hô hấp bố trí xong đại ca người bật hách sao đã như vậy chúng ta liền đi thôi. Lạc huyền thanh kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, vội nói. An bài rất nhiều phương pháp, một cái cũng không dùng, đối phương ném ra một đống trận kỳ liền giải quyết triệt để. Để hắn cảm giác rất thất bại. Đi, đi như vậy, không phải tương đương với ném hết trận kỳ sao. Trương huyền mở chừng hai mắt. Những trận kỳ này, luyện chế ra rất đáng tiền nha, trực tiếp rời trận mà đi, tương đương với ném hết, thực sự đáng tiếc không ném còn có thể làm sao, muốn giết sạch những thứ này, chúng ta khẳng định cũng sẽ có tổn thương rất lớn. Lạc huyền thanh cao mày. Tổn thương, có thể có tổn thương gì, vừa rồi nhìn thấy số lượng trận kỳ quá nhiều, ta còn thuận tiện bố trí sát trận, chờ linh khí đầy đủ sẽ tự động vận chuyển, chúng ta ở chỗ này xem cuộc vui là được. Trương huyền cười nói. Trương 2552, ta là y sư một. Tâm tình của mọi người vào giờ khắc này, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, đều có chút chết lặng. Bố trí trận pháp, nhất là trận pháp điệp ra, độ khó là tăng lên gấp mấy lần. Trận pháp sư bình thường, bố trí một trận pháp bát tinh, cần một tháng, hai cái điệp ra, đại khái sẽ bốn tháng, ba cái ít nhất phải 16 tháng, bốn cái. Không có mười mấy năm, hơn 20 năm tính toán, căn bản không có khả năng hoàn thành. Gia hỏa này ngược lại tốt, bàn tay lắc một cái, không đến một tức bố trí ra bốn cái. Chuyện này đối với lý giải trận pháp đã không phải mạnh mẽ mà là vượt xa tưởng tượng để cho người ta hoảng sợ. Trương sư, người thật sự là, trước mấy ngày mới kiểm tra trận pháp sư bát tinh. Bích Hồng âm nhịn không được nữa hỏi. Đúng vậy, ta cùng Lạc Huynh chung một chỗ kiểm tra, còn rất phiền phức. Nhớ tới ngày đó khảo hạch, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Phiền phức, khóe miệng của Lạc Huyền thanh co giật, không muốn cùng kẻ trước mắt này nói chuyện. Từ bắt đầu nhìn trận đồ, đến bảy trận, hết thảy không đến năm cái hô hấp. Phiền phức gì chứ? Muốn phiền phức, cũng là ta phiền phức có được hay không? Đến bây giờ, lệnh bài trận pháp sư bát tinh còn chưa xin được đây. Sát trận bắt đầu vận chuyển. Đang khi nói chuyện, sát trận bố trí tốt đã hấp thu đủ linh khí, ánh sáng lấp lóe, bắt đầu vận chuyển, thời gian nháy mắt, liền phóng ra vô số kiếm mang. Mọi người chỉ cảm thấy phía trước lực lượng mãnh liệt, không ngừng dâng trào, ngay sau đó nhìn thấy vô số ong độc bị chém thành bột phấn, từ không trung rất xuống. Thật mạnh, mọi người nuốt ngụm nước bọt, từng cái tê cả ra đầu. Mặc dù đây chỉ là trận pháp cấp 8 sơ kỳ, nhưng phối hợp mê trận, tụ linh trận, uy lực lớn không hợp thói thường, coi như bọn họ bị nhốt ở trong đó, muốn phá vỡ cũng cần tiêu tốn một phen tay chân rất lớn. Không đúng. Nhìn một hồi, Lạc Huyền Thanh kịp phản ứng uy lực của sát trận lớn như thế vì sao những ong độc kia không tránh né mà lơ lửng ở giữa không trung chờ bị giết đúng vậy chuyện gì xảy ra hắn nói chuyện mọi người cũng phát hiện dựa theo tình huống bình thường dù sát trận cấp 8 rất lợi hại xích vĩ độc phong cũng không phải đối tượng có thể tùy ý chém giết nhưng tình huống trước mắt là ong độc như không biết sát trận đột kích từng cái đần độn lơ lửng ở trên không trung chờ bị giết chết quả thực có chút quỷ dị ta còn thuận tiện bố trí một huyễn trận, những gia hỏa này tu vi không cao, trí tuệ cũng không mạnh, đi vào huyến cảnh rất khó chạy ra." Trương Huyền cười nói. "Lại là thuận tiện." Ra mặt của Lạc Huyền thanh run rẩy dữ dội, có chút nhịn không được, vội vàng nhìn qua. "Ngươi, trong này đến cùng bố trí mấy cái trận pháp?" Lúc đầu cho rằng bố trí ra một trận pháp, kết quả hai cái, ba cái, bốn cái. Hiện tại xuất hiện năm cái, còn có mấy cái là chúng ta không biết a không phải các ngươi nói trên người những thứ này có độc sao ta còn bố trí một trận pháp thông hơi có thể hội tụ độc khí vào một chỗ lại bố trí trận pháp thu thập nọc độc hạ độc chết thánh vực lục thất trọng chiết xuất ra mà nói tuyệt đối là đồ tốt có thể bán được không ít tiền trương huyền bẻ ngón tay không ngừng tính toán a à, còn có một cái trận pháp tìm kiếm ong chúa nếu ra hỏa này là vương khẳng định lợi hại hơn trên thân có không ít bảo bối bất quá ta không biết nó mạnh bao nhiêu, vì lý do an toàn, lại bố trí một khốn trận, ngộ nhỡ giết không chết, còn có thể vây khốn, để nó không thể chạy trốn. còn có một trận pháp thấu thị cùng một trận pháp duy trì không khí tươi mới, mọi người có thể ở đây quan sát mà không cảm thấy buồn bực. đúng rồi, còn có trận pháp điều tiết nhiệt độ, để cho người ta quan sát đồng thời tâm tình vui vẻ, không đến mức quá nóng. đại khái chỉ có như vậy a. À. nói xong nhìn qua, chỉ thấy đám người lạc huyền thanh há miệng, giống như nhìn quái vật. Lời nói cũng nói không ra. Qua nửa ngày, mọi người mới bình phục từng cái cảm thấy ngực khó chịu. Cùng người này nói trận pháp, thật nghẹn khó chịu, tâm tình của bọn họ bây giờ hoàn toàn có thể dùng ba chữ con mẹ nó để hình dung. Lạc huynh, nghe nói tốc độ bày trận của tiểu công chúa cũng rất nhanh, có nhanh như vậy hay không? Bích Hồng Âm rốt cục miệng khép lại được, nhìn qua. Nàng, nàng, không có nhanh như vậy đâu. Lạc Huyền Thanh nuốt ngụm nước bọt, Bất quá, muội muội ta ở mỗi chức nghiệp học tập thời gian đều không dài, trừ luyện đan hơi yếu, còn tinh thông mười mấy loại chức nghiệp. Muội muội ta thiên tài không chỉ là tu luyện, những nghề nghiệp khác cũng học rất nhanh, người khác tiêu tốn mấy chục năm mới có thể học được chức nghiệp, mấy tháng liền có thể dung hội quán thông, đạt tới đỉnh phong. Kém nhất có khả năng là luyện đan. Thật giống như hắn, trận pháp trên thực tế là kém nhất trong rất nhiều chức nghiệp, khảo hạch ba lần mới miễn cưỡng thông qua. Nha, Bích Hồng âm gật đầu, nhịn không được nhìn về phía thanh niên trước mắt. Trương Sư, không biết, người biết luyện đan không? Không biết, Trương Huyền lắc đầu. Hắn trên lý thuyết rất mạnh, nhưng trên thực tế không biết luyện đan, nếu không lúc trước cũng sẽ không tìm người hỗ trợ khắp nơi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp lợi hại như vậy, nếu như những nghề nghiệp khác cũng mạnh mẽ, sẽ cảm thấy có chút kinh khủng. Không biết luyện đan, nói rõ chỉ ít không phải thập toàn thập mỹ không đúng, người không phải có huy chương luyện đan sư thất tinh sao? nghe hắn nói không biết, lạc huyền thanh nghi ngờ. lúc trước người này từng biểu hiện ra cho hắn nhìn. ta, à, ta quả thực không biết luyện đan, thân phận luyện đan sư là dựa vào biện đan lấy được. trương huyền giải thích, biện đan. mắt lạc huyền thanh tối sầm lại, không muốn tiếp tục hỏi. biện đan so với luyện đan càng khó, luyện đan thông qua khảo hạch, một ngàn người chừng mấy chục, mà biện đan trong 10 vạn người cũng không có một cái. Xong rồi, tất cả ông độc đều chết. Một lát sau, cảm nhận được trận pháp không còn lay động, Trương Huyền cười cười. Trương 2553, ta là y sư 2. Mọi người nhìn, quả nhiên tất cả xích vĩ độc phòng đã rơi ở trên mặt đất. Ông chúa cũng bắt được, đi qua xem đi. Trương Huyền cảm thụ một chút, ánh mắt sáng lên, vội vã đi thẳng về phía trước. Mọi người sợ đi nhầm, bị trận pháp công kích, Tất cả đều theo sát ở phía sau, thời gian không dài, quả nhiên thấy một con xích vĩ độc phong huệ oải lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn nửa chết nửa sống. Con ong mật này không khác những con khác, lớn nhỏ cũng tương đương, chỉ nhìn bề ngoài là căn bản không phát hiện ra. Minh lý chi nhãn lóe lên, Trương Huyền nhìn sang. Ong độc khác đều khoảng Thánh vực tam trọng, mà con này lại nắm giữ thực lực Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh đỉnh phong, khó trách có thể trở thành vương giả ông chúa độc tính mạnh mẽ ta cảm thấy nên giết chết đi miễn cho xuất hiện phiền toái không cần thiết thấy quả nhiên bắt được ông chúa lạc huyền thanh nói ông độc bình thường độc tố nhiều cũng có thể độc chết cường giả thánh vực thất trọng con này là vương giả khẳng định càng thêm cường đại đồ vật kịch độc như vậy tốt nhất đừng giữ lại trước giết lại nói để tránh nỗi lo về sau ừm quả thực độc tính rất lớn nhẹ gật đầu trương huyền duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng bóp một cái, bắt đối phương đến. Cẩn thận, thấy hắn dùng tay đi bắt, mọi người lông tơ dựng đứng. Ông, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, ông độc nguyên bản huệ oải suy sụp, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đột nhiên dẫy ruộ lên, độc châm trực tiếp đâm tới trương huyền. Phốc, đâm ra một lỗ thủng nhỏ, nọc độc chảy vào cơ thể. Gia hỏa này, vừa rồi lại đang giả chết, thấy trương huyền bắt mình, lập tức nhảy lên hại người. Đây là bản mệnh độc châm, vô cùng độc, thánh vực bát trọng cũng không chống lại được. Xong, căn bản không có thuốc nào chữa chữa. Nhìn thấy trương sư bất cẩn như vậy, bị ông chúa đâm trúng, khuôn mặt mọi người tái đi. Bản mệnh độc châm của xích vĩ phong vương là ngay cả y sư bát tinh đỉnh phong cũng không giải quyết được, cường giả thánh vực bát trọng đụng phải, sẽ bị độc chết tại chỗ. Trực tiếp đâm vào người, không cần nghĩ, vị thiên tài trận pháp này sẽ lập tức bỏ mạng. Lạch cạch, đang cực kỳ lo lắng, liền thấy ông chúa rớt xuống, nằm trên đất co quắp hai lần, con mắt trừng lớn, không cam lòng cắt đứt hô hấp. Ông chúa, bị độc chết. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Nhìn bộ dáng kia, rất rõ ràng ông chúa không những không có độc được đối phương, ngược lại bị đối phương hạ độc chết tại chỗ. Cái này, Trương Huyền cảm thấy có chút xấu hổ. Người này đột nhiên đánh lén, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt độc tố đi vào trong cơ thể, Thiên đạo chân khí cũng đi vào trong cơ thể đối phương, ngay sau đó, nó liền chết. Ngươi là độc sư? Đám người kìm lòng không được nhìn qua. Ta, Trương Huyền vò đầu. Ông chúa muốn độc chết mình, lại bị mình hạ độc chết, mọi người nhìn rõ ràng, muốn giải thích cũng không biết nói như thế nào. Nếu như ta nói, nó là tự mình muốn chết, các ngươi tin sao? Dầu dĩ một chút, Trương Huyền nói. Mọi người lắc đầu. Được rồi, nói thật với các người đi, ta là y sư, trước khi đi vào hạp gốc, chuyên môn dùng thuốc giải độc, ông chúa muốn độc chết ta, lại chạm phải dược lực của giải độc đan, lúc này mới tử vong. Tâm niệm vận chuyển, Trương Huyền giải thích. Độc sư có thể hạ độc chết người, y sư cũng có thể làm được. Chỉ bất quá người sau càng thêm quang minh chính đại, không để người ta kiêng kỵ mà thôi. Y sư, thuốc giải độc, thuốc giải độc gì, có thể giết chết ông chúa. Mọi người sửng sốt một chút, cau mày. Chính là cái này. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một viên đan dược. Cái này. Mọi người nhận lấy, nhìn một chút, tất cả đều nhíu mày. Thấy thế nào cũng chỉ là giải độc đan bình thường, thứ này có thể hạ độc chết ong chúa. Không tin, các người có thể thử một chút, nơi này nhiều độc vật như vậy, tùy tiện hít vài ngụm, đều có thể dùng đan dược này giải quyết. Trương Huyền cười nói. Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi là y sư. Mọi người dùng mình, những chất độc này đụng vào liền chết, coi như bọn hắn có nhiều thủ đoạn, cũng không dám tùy tiện đi thử. Dù sao tất cả mọi người có bí mật, không cần thiết hỏi tới cùng. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Thấy mọi người không hỏi thêm nữa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay chào một cái, thu lại trận kỳ ở bốn phía, trần chờ một chút, cuối cùng thu thi thể xích vĩ phong vương vào nhẫn. Thứ này tác dụng không lớn với hắn, nhưng dùng để đối phó những người khác vẫn rất hữu dụng. Thấy hắn thu hồi trận kỳ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu mới vừa rồi vẫn không gây ra thánh thú khác chú ý, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lạc huyền thanh cầm giải độc đan, trần chờ một chút, thận trọng bỏ vào một cái bình ngọc cất giữ, lúc này mới tới trước mặt mọi người, nhanh chân đi vào trong. chương 2554, nhiếp hồn Kim Châu 1 Trận kỳ của ngươi, bàn tay vạch một cái, một đống trận kỳ bay về phía Bích Hồng Âm. Ngươi cầm đi, ở trong tay ngươi tác dụng lớn hơn ở chỗ ta." Bích Hồng Âm khoát tay áo. Tận mắt thấy lực trường khống của đối phương ở trận pháp, biết những vật này đặt ở trong tay đối phương có thể phát huy tác dụng càng lớn. "Cảm ơn." Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Những trận kỳ này, đối với hắn mà nói, quả thực có tác dụng không nhỏ. Nếu như nói thực lực bây giờ, chỉ có thể chém giết nửa bước nhập hư cảnh nhưng có những thứ này, thừa dịp đối phương không để ý, bố trí ra, thánh vực thất trọng sơ kỳ thậm chí trung kỳ cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tiếp tục tiến lên, đã gặp phải một nhóm ong độc, mọi người càng thêm cẩn thận. Liên tục đi hai canh giờ, trong lúc này cũng gặp phải mấy lần thánh thú đánh lén quy mô nhỏ, có điều có trận pháp ẩn nấp của Trương Huyền, lại thêm thực lực mọi người mạnh mẽ, không tiêu tốn khí lực quá lớn liền triệt để giải quyết. Động hư hồ lô, ở trong hang núi phía trước kia, Tiến vào sơn cốc không biết bao sâu, Lạc Huyền Thanh ngừng lại ở đằng sau một nham thạch to lớn, chỉ về phía trước nói. Theo hắn chỉ nhìn qua, mọi người nhìn thấy một hang núi không lớn xuất hiện ở trước mắt, bốn phía mọc đầy dây leo, che lấp cửa hang chỉ còn một khe hở không lớn, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Nơi này, không khác biệt gì địa phương khác nha. Bích Hồng Âm lần đầu tiên tới, có chút không tin. Hang núi trước mắt, thoạt nhìn không có bất kỳ đặc thù gì, không có lực lượng dày đặc, cũng không có linh khí tập hợp, không khác hang núi bình thường quá nhiều. Loại bảo vật động hư hồ lô lại ở trong đó. Bởi vì trong này có trận pháp ngăn cách khí tức, mới có vẻ không có bất kỳ đặc thù gì, nếu không động hư hồ lô sớm đã bị người ngắt đi. Lạc Huyền Thanh nói. Mọi người giật mình. Cũng đúng, nếu linh khí tập hợp, lực lượng tràn đầy, không cần người phát hiện, chỉ sợ thánh thú ở đây đã sớm xông vào tìm. Nương theo danh sư càng ngày càng nhiều nhân tộc càng ngày càng cường đại rất rõ ràng đã không còn là thời đại thượng cổ đâu đâu cũng có bảo vật chúng ta đi vào đi chờ ở chỗ này làm gì con mắt vân liên hải sáng lên thân là tầm bảo sư nghe được bảo tàng đang ở trước mắt huyết dịch cũng trở nên sôi trào lên hiện tại còn không thể qua nhất định phải chờ đến tối vẻ mặt lạc huyền thanh nghiêm túc hạ giọng nói vì sao vân liên hải hiếu kỳ hỏi Mọi người cũng có chút khó hiểu, ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, sẽ nhiều một phần nguy hiểm, vì sao nhất định phải đợi đến trời tối. Cái sơn động này, có một con địa ngục thanh long thú trú ngụ. Lạc huyền thanh truyền âm. Địa ngục thanh long thú. Con người mọi người co rụt lại. Rất lợi hại sao? Thấy biểu tình của mọi người biến hóa, trương huyền nhịn không được nhìn qua. Hiện tại cấp bậc thuần thú của hắn chỉ là lục tinh, mặc dù nhìn qua không ít sách vở. Biết không ít thánh thú lợi hại, nhưng không ít thánh thú hiếm có, là chưa từng nghe nói qua. Địa ngục thanh long thú, là một loại thánh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc, chỉ cần trưởng thành liền nắm giữ thực lực tương đương thánh vực bát trọng. Viên Hiểu Trầm giọng nói, thánh vực bát trọng, vẻ mặt trương huyền nghiêm túc. Loại thánh thú cấp bậc này, nói thật, thấy cũng chưa thấy qua. Nếu như có thể thuần phục một con, coi như đi trương ra cướp cô dâu, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều đúng vậy chỉ mong không quấy nhiễu nó nếu không mấy người chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ lạc huyền thanh thở ra một hơi nói thánh thú thánh vực bát trọng dựa vào thiên phú sức chiến đấu đã mạnh hơn thánh vực bát trọng mặc dù bọn họ là hậu bối của thế lực lớn thủ đoạn nhiều nhưng chân chính gặp được cũng rất khó ứng đối loại thánh thú cấp bậc này thực lực mạnh mẽ chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay sẽ phát giác chờ đến tối hay hiện tại cũng không có gì khác biệt nha Trương Huyền nhìn qua, thánh thú đạt tới thánh vực nhị trọng, liền có thể sinh ra thần thức, bỏ qua đêm tối ảnh hưởng, con này nắm giữ lực lượng thánh vực bát trọng, có thể xưng đỉnh phong của đại lục, đối với nó mà nói, ngày sáng đêm tối có gì khác nhau? Là bởi vì món bảo vật này. Lạc Huyền thanh cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời trói mắt ánh sáng, không ngừng lóe lên. Là một cái hạt châu màu vàng óng, không biết cái gì luyện chế mà thành, mười phần chói mắt, phóng xuất ra đặc thù ánh sáng. Đây là cái gì? Mọi người hiếu kỳ, ngay cả Trương Huyền cũng không hiểu rõ. Đây là nhiếp hồn kim châu ta chuyên môn nhờ người luyện chế. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Nhiếp hồn kim châu. Mọi người không hiểu. Địa ngục thanh long thú, nắm giữ huyết mạch long tộc, trời sinh mẫn cảm với vật phẩm màu vàng kim lấp lánh, cho nên ta chế tạo thứ này, chỉ cần ném đi, rất dễ dàng hấp dẫn nó tới. Bên trong có khắc trận văn cùng trận pháp, chỉ cần nhìn thời gian dài, sẽ bị thôi miên, rơi vào u ám." Lạc Huyền Thanh giải thích. "Bất quá bây giờ là ban ngày, ánh nắng quá mạnh, rất khó thu hút nó, ban đêm hiệu quả lớn nhất." Mọi người giật mình. Yêu thú có huyết mạch long tộc, ưa thích vật phẩm ánh sáng lấp lánh, không tính là bí mật gì, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, quả thực có thể tạo được hiệu quả không tệ. Một khi ngủ say, bọn hắn có thể lặng lẽ lẻn vào, không còn nguy hiểm. Lạc huynh, nhiếp hồn kim châu này của ngươi, có thể cho ta nhìn một chút không? Trương Huyền nhìn qua. Chương 2555, nhiếp hồn kim châu 2. Đây. Bàn tay lắc một cái, kim châu lóng lánh ánh sáng đặc thù bay tới. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn sang. Không thể không nói, quả thực vô cùng khéo léo, chỉ sợ luyện chế thứ này, ít nhất là thiên công sư bát tinh. Ngón tay đụng một cái, một quyển sách xuất hiện nhiếp hồn kim châu thiên công sư bát tinh tổng phi phi luyện chế thành phía trên lít nha lít nhít đầy chữ viết chẳng lẽ trương sư cũng có nghiên cứu vật phẩm thiên công thấy hắn nhìn cẩn thận lạc huyền thanh hỏi nhìn qua một chút thư tịch về thiên công trương huyền gật đầu hiện tại trình độ thiên công sư của hắn vẫn là lục tinh khảo hạch ở hồng viễn học viện cơ quan bình thường xem như tinh thông nhưng ở thánh tử điện liền có vẻ hơi yếu a à, đã có nghiên cứu có thể giúp ta nhìn xem nhiếp hồn kim châu này như thế nào hay không? Lạc Huyền Thanh hỏi, dù sao đến tối còn có một đoạn thời gian, người này tinh thông trận pháp như vậy, không biết đối với thiên công có thể lý giải bao nhiêu. Nhìn thủ pháp, đây là một vị thiên công sư bát tinh luyện chế thành, tinh diệu là cực kỳ tinh diệu, có điều thiếu hụt cũng không ít, dùng để đối phó thánh thú thánh vực bát trọng, ta sợ còn có chút không đủ. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói, đồ vật này, thiết kế rất tốt, thánh thú thánh vực thất trọng bình thường, muốn thôi miên không tính quá khó, nhưng bát trọng. Sẽ không dễ dàng như vậy. Đây là ta tiêu tốn đánh đổi to lớn, để vị thiên tài am hiểu thiên công ở nội viện kia ra tay, chỉ cần là thánh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc thấy, khẳng định sẽ cực kỳ ưa thích, từ đó bị trận văn ẩn chứa trong đó ảnh hưởng, rơi vào trạng thái ngủ say. Lạc Huyền Thanh bình tĩnh nói, sau khi luyện chế ra thứ này, hắn chuyên môn tìm trưởng bối trong tộc xem xét, lấy được kết quả, là có hiệu quả rất lớn với thánh thú thánh vực bát trọng, nếu không sao dám đến đây. Trận văn này ẩn chứa bí ẩn linh hồn ở bên trong, đối với người quả thực có tác dụng thôi miên, nhưng mà dùng ở trên người thánh thú ta lại không dám khẳng định, hồn phách yêu thú không giống nhân loại. Thời điểm ngươi mời người luyện chế, có nói muốn đối phó địa ngục thanh long thú hay không? Trương Huyền hỏi, cái này, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Động hư hồ lô dính dáng quá lớn, thời điểm luyện chế thứ này, Quả thực chưa nói qua muốn đối phó cái gì, chỉ nói dùng để đối kháng cường giả nắm giữ thực lực thánh vực bát trọng. Đã có thể đối phó loại cường giả cấp bậc này, thánh thú hẳn cũng có thể nha. Thân thể thánh thú lớn hơn nhân loại, hồn phách càng thêm mạnh mẽ, sử dụng thứ này, muốn thôi nguyên đối phương, cũng không phải không thể nào, nhưng sẽ tiêu tốn không ít thời gian, sẽ không thuận lợi giống như người tưởng tượng. Trương Huyền nói tiếp, chỉ cần có thể thôi nguyên là được, thời gian dài ngắn không quan trọng. Lạc Huyền thanh lắc đầu. Chỉ cần có thể thôi miên đối phương, thêm một ngày, bớt một ngày không tính là gì. Vì động hư hồ lô, mình chuẩn bị gần nửa năm sẽ không quan tâm nhiều một hai ngày. Tiếp xúc thánh thú thánh vực bát trọng, thời gian kéo càng dài sẽ càng phiền phức. Ý tứ của ta là, nếu có phương pháp khác thay thế, tốt nhất đừng dùng thứ này. Ta sợ không đáng tin cậy. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Loại thánh thú cấp bậc này, tương đương với bom bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, có thể thôi miên ngủ thì thôi, nhưng nếu không thành công thì sao? Thay thế, người có thể luyện chế lại nhiếp hồn kim châu tốt hơn sao? Lạc Huyền Thanh hỏi. Trương Huyền lắc đầu. Hắn xem qua thư tịch thiên công rất ít, hiện tại chỉ có thể tìm ra thiếu hụt, còn tìm không thấy phương pháp giải quyết. Vậy nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Dùng thứ này đối phó thánh thú có huyết mạch long tộc, cũng là ta tra xét rất nhiều thư tịch mới biết. Được rồi, không cần nói nữa, trước thử một chút, nếu như không thành công, cũng chỉ có thể liều mạng, coi như giết không chết, có thể kéo lại mấy canh giờ, đầy đủ chúng ta hái đi động hư hồ lô." Lạc Huyền Thanh nói. Mục đích của hắn là vì động hư hồ lô, không phải giết chết địa ngục thanh long thú, coi như không mê được, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp kiềm chế một đoạn thời gian, cũng coi như thành công. "Được rồi." Thấy đối phương nói như vậy, bản thân cũng không có biện pháp tốt hơn, Trương Huyền đành phải lắc đầu mọi người tiếp tục thương nghị việc cần phải làm mỗi người đều có nhiệm vụ của mình đang định điều chỉnh một chút khôi phục thể lực nghênh đón buổi tối chiến đấu đột nhiên trương huyền nhíu mày có người đến có người mọi người lộ ra nghi ngờ bọn họ đều là cường giả thánh vực thất trọng cũng không phát hiện có người vị này làm sao biết được khi ta tới lưu lại một vài trận pháp nhỏ chỉ cần có người đi ngang qua hoặc đụng vào sẽ kích phát trương huyền giải thích thần trí của hắn bao phủ phạm vi lớn hơn người bình thường mấy lần, khẳng định không thể nói ra được, đành phải tìm cái cớ. Là người nào? Thấy hắn nói như vậy, Lạc Huyền Thanh hỏi. Ta cũng không biết, sắp tới rồi, tới đằng sau tảng đá kia hẳn là có thể nhìn thấy. Trương Huyền chỉ chỉ. Thân thể Lạc Huyền Thanh nhoáng một cái, đi tới đằng sau nham thạch, ánh mắt tập trung nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy vài bóng người chậm rãi đi tới. Là hắn. Khuôn mặt hắn trầm xuống, Ai, Viên Hiểu Nhịn không được mở miệng hỏi. Lạc Huyền thanh siết chặt nắm đấm, hít mắt lại. Trương gia Trương Thuần, Chương 2556, ta đi hạ độc chết hắn một. Trương Thuần, sao hắn lại tới đây? Viên Hiểu biến sắc, mấy người bích hồng âm cũng nhíu mày, hiển nhiên tất cả đều biết được cái tên này. Hắn là? Trương Huyền gãi đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Con cháu Hạch Tâm Trương gia, hiện nay chỉ nghe nói tiểu thiên tài cùng Trương Hủ Trương Tuần này còn chưa từng nghe người đề cập qua. Trương Tuần cùng Lạc Huynh là thiên tài cùng năm đi vào Thánh Tử Điện, lẫn nhau cạnh tranh, quan hệ. Nhìn Lạc Huyền Thanh ở cách đó không xa, viên hiểu hạ giọng Không quá hòa thuận, người cũng không cần giấu giếm. Nghe nói như thế, Bích Hồng âm cười nhạo. Nào chỉ không hòa thuận, quả thực là tử thù. Bất kể làm chuyện gì cũng sẽ so sánh, nhất định để một phương nhận thua mới bỏ qua. Người chạy tới hủy một đại điện, hắn liền chạy đi hủy hai cái. Những năm này, hai người kia gây ra động tính còn nhỏ sao? Cái này, thanh âm của nàng không có cố ý giấu giếm, Lạc Huyền Thanh ở cách đó không xa nghe rõ ràng, mặt mo đỏ ửng muốn phản bác lại nói không ra lời. Hủy điện, Lạc Huynh, tên tuổi phá hư vương, là cố ý sao? Trương Huyền ngẩn người, dĩ nhiên không phải, ta, chỉ là quá muốn thắng, không khống chế được lực lượng mà thôi. Lạc huyền thanh hừ một tiếng. Quá muốn thắng. Ừm, tỉ như vượt quan, nếu như Trương Tuần dùng 10 phút, hắn coi như liều mạng, cũng phải đạt tới 9 phút. Dùng hết toàn lực, tự nhiên không khống chế nổi. Bích Hồng Âm giải thích. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Liều mạng như vậy, lực lượng quả thực không dễ khống chế, xuất hiện không may liền không thể tránh được. Hiện tại xem ra, mặc dù hắn cũng phá hư, nhưng trên ý nghĩa chân chính, vẫn còn rất đúng mực, chưa bao giờ vì phá hư mà phá hư, nhiều khi đều là cử chỉ vô tâm, nội tâm không muốn. Như vậy so ra, lập tức phân cao thấp, bố cục của đối phương nhỏ đi không ít. Bọn họ cái gì cũng so sánh lẫn nhau, như vậy hiện tại trương thuần tới, có thể nghe được tin tức của động ngư hồ lô, muốn tới đây cắm một chân vào hay không. Đột nhiên nhớ tới cái gì, trương huyền cao mày. Có thể cạnh tranh với lạc huyền thanh, tu vi nhất định không kém nhiều, thật muốn tới làm loạn, có thể đoán được muốn lấy bảo vật như động hư hồ lô, sẽ không đơn giản như tưởng tượng. Sự tình động hư hồ lô, chỉ có chúng ta biết được, yên tâm đi, hắn tuyệt không hiểu rõ tình hình. Lạc Huyền Thanh bình tĩnh nói. Ồ, thấy hắn nói như thế, mọi người khó hiểu. Nếu như không phải vì động hư hồ lô, tại sao lại chạy đến nơi đây? Thánh tử điện cách nơi này ít nhất trăm vạn dặm, không khả năng đi xa như vậy, chỉ vì ngắm cảnh du lịch nha hắn mang theo học sinh nội viện của thuần thú đường Triệu Huân, Triệu Nghị, thiên công sư am hiểu cơ quan bẫy dập Lý Ngân, cùng y sư thường Ngọc Văn. Nếu như không nhìn lầm, là vì thuần thú. Không có trả lời, Lạc Huyền Thanh nói. Thuần thú. Vân Liên Hải nhớ tới cái gì, bừng tỉnh hiểu ra. Nghe người nói, ta mới nghĩ ra, đoạn thời gian trước, Trương Thuần ban bố nhiệm vụ thuần thú, nói muốn mời người thuần phục một thánh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc, thù lao là ba ngọc mạch linh thủy sẽ không phải người này muốn thuần phục chính là địa ngục thanh long thú chứ ta cũng nhớ tới nghe hắn nói như vậy mọi người sững sờ tại nguyên chỗ ngay cả trương huyền cũng hơi kinh ngạc trước mấy ngày để tôn cường ra ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm trở về nói có nhiệm vụ thuần thú thù lao phong phú lúc đầu ý định đi nhận bởi vì phải đi lớp tinh anh báo danh nên quên mất không nghĩ tới là trương thuần ban bố mấu chốt nhất là đụng nhau ở đây Hắn muốn thuần phục chính là con này. Thấy mọi người kịp phản ứng, ánh mắt của Lạc Huyền thanh chợt lóe. Đây cũng quá đúng dịp đi. Đúng vậy, chúng ta muốn đối phó đại gia hỏa kia, hắn cũng muốn tới thuần phục. Lạc huynh, trong này không có nguyên nhân của ngươi chứ? Mọi người đồng loạt nhìn qua. Thiên hạ thánh thú nhiều như vậy, khả năng cả hai đụng phải một con rất nhỏ, mọi người không tin tưởng này chỉ là trùng hợp. Đương nhiên là có quan hệ khóe miệng lạc huyền thanh nâng lên. Hai ta từ trước tới nay cạnh tranh, hắn đối với hành tung của ta biết rõ rõ ràng ràng, lần trước tới đây, dù rất bí ẩn, nhưng vẫn bị phát hiện, vì phòng ngừa tiết lộ bí mật của động hư hồ lô, ta liền mua sắm đồ vật thuần phục thánh thú, để cho người ta chế tạo nhiếp hồn kim châu. Mục đích đúng là để hắn hiểu lầm, cảm thấy ta ý định thuần phục thánh thú. Không nghĩ tới người này thật bị lừa rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn có thể như vậy. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Hai người từ trước tới nay cạnh tranh, Trương Thuần biết Lạc Huyền Thanh có ý định thuần phục Thánh thú Thánh vực bát trọng, khẳng định sẽ không bỏ qua, tranh thủ ở trước khi đối phương thành công, tiến hành đả kích. Thông minh. Trương Huyền cảm khái. Lạc Huyền Thanh làm như vậy, đã rời đi lực chú ý của đối phương, không đến mức truy xét mục đích của hắn, lại để đối phương giúp diệt trừ nguy hiểm, nhất cử lưỡng tiện. Mặc kệ Trương Thuần này có thể thuần phục Địa ngục Thanh Long thú hay không. Khẳng định đều sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, mọi người lại nghĩ biện pháp đi vào di tích sẽ càng thêm đơn giản. Không hổ là thiên tài của thánh nhân Lạc Gia, anh vợ của mình chơi mưu kế thuần thục như thế. Thoạt nhìn cử chỉ thô cuồng, trên thực tế lại tâm tư tỉ mỉ. Chương 2557, ta đi hạ độc chết hắn hai. Hắn muốn thuần phục Thanh Long thú, vậy chúng ta không phải có thể lặng lẽ nấp đi, chờ thánh thú cùng hắn kiềm chế lẫn nhau, lại đi ra không phải được sao? Kiểu rõ chuyện gì xảy ra, Vân Liên Hải cũng không nhịn được khen ngợi nói. Mới vừa rồi còn sầu lo, làm sao giải quyết đại gia hỏa kia, Trương Thuần đã xuất hiện, làm chim đầu đàn, bọn họ đúng lúc vui nhàn hạ. Làm như vậy cũng không phải không được, chỉ là ta cùng Trương Thuần đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu rõ, sở dĩ người này tới nhanh như vậy, hẳn là lần nữa nắm giữ tung tích của ta. Một khi phát hiện ta trốn, nhất định sẽ nghi ngờ đến lúc đó bí mật động hư hồ lô sẽ rất khó ẩn giấu lạc huyền thanh lắc đầu vậy làm sao bây giờ vân liên hải nói rất đơn giản lạc huyền thanh nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt lóe lên bọn họ không phải muốn thuần phục địa ngục thanh long thú sao chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản hơn nữa dẫn thanh long thú qua như vậy đại gia hỏa kia sẽ bị đối phương kiềm chế chúng ta có thể thừa cơ hội không sai mọi người đồng thời gật đầu đã diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ biết đối phương đã đến mình lại không ra tay chẳng phải xin lỗi khán giả sao cho nên nhất định phải nghĩ phương pháp làm cho đối phương thoạt nhìn vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì như vậy mới có thể để cho lòng hư vinh của đối phương thỏa mãn vui vẻ giúp mình đánh quái thừa cơ nhặt thành quả thắng lợi lạc huynh có biện pháp gì không thấy hắn tin tưởng như thế hiển nhiên đã có kế hoạch của mình trương huyền hỏi đương nhiên lạc huyền thanh nhẹ gật đầu phương pháp rất đơn giản phái người đi ngăn cản bọn họ sau đó lại tìm người thu hút thanh long thú giả bộ như muốn thuần phục một khi trương thuần phát hiện ta vượt lên trước tất nhiên sẽ lo lắng như vậy rất dễ dàng lộ ra sơ hở có thể thừa dịp còn lại liền đơn giản đám người trương huyền gật đầu đối phương biết hắn là tới thuần phục thanh long thú kết quả tới lại tùy ý hắn đi qua Ngu nữa cũng sẽ cảm thấy có bẫy, còn không bằng đóng kịch tranh đoạt, trên thực tế là cố ý khích nộ Thánh Thú, làm cho đối phương tiếp chiêu. Dù sao thực lực cùng thủ đoạn của đối phương, Thanh Long Thú nhiều nhất để hắn bị thương, chém giết còn làm không được, chỉ là chịu chút đau khổ, không phải phạm tội giết người, cũng không vi phạm đạo nghĩa danh sư. Mọi người đã cảm thấy không có vấn đề, vậy hiện tại ta liền an bài một chút. Thấy mọi người rõ ràng ý tứ của hắn. Lạc Huyền Thanh nhìn về phía Trương Huyền cùng Viên Hiểu, nói: "Hai người các ngươi, đi phía trước thu hút thanh long thú, Trương sư phụ trách bảy trận, thân thể Viên Hiểu mạnh mẽ, thủ đoạn bảo mệnh nhiều, phụ trách vào sơn động thu hút. Bọn họ không xuất hiện, chúng ta có thể đợi đến tối, mượn nhờ lực lượng của nhiếp hồn kim châu mê hoặc đối phương, nhưng bây giờ không cần cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần chọc giận đối phương, nghĩ biện pháp để đám người Trương thuần tiếp chiêu là được." "Ừm." Uhm, trương Huyền gật đầu nói phức tạp trên thực tế rất đơn giản hắn cùng viên hiểu phụ trách dụ quái đưa quái ra giao cho đám người trương thuần là được dù sao đối phương là tới gây rối không cần cố kỵ tốt còn lại đi nghênh đón trương thuần vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới lạc huyền thanh nói xong thân thể nhảy lên nghênh đón đám người trương thuần chúng ta cũng nhanh một chút đi thấy bọn họ rời khỏi viên hiểu hô một tiếng vòng qua nham thạch lặng lẽ đi tới Trương Sư, một lát nữa người bày trận trước, không cần mạnh cỡ nào, chỉ cần có thể thời gian ngắn vây khốn thanh long thú là được. Ta vào sơn động hấp dẫn nó ra, nghĩ biện pháp đưa vào trong trận pháp. Chỉ cần hoàn thành, coi như thành công. Vừa tiến lên, viên hiểu vừa truyền âm nói. Trương Huyền gật đầu. Làm như vậy, quả thực đơn giản nhất, dù sao mục đích của bọn hắn không phải thuần phục ra hỏa này, cũng không phải chém giết, mà là chọc giận, xem như mượn đau. Sau khi vây khốn Thanh Long thú, chúng ta đi qua giúp một tay, mặc dù Lạc Huyền Thanh rất mạnh, nhưng Trương Thuần cũng không yếu, hai người tranh đấu, coi như ở nội viện cũng làm cho rất nhiều người chú mục. Hai mắt Viên Hiểu sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Võ giả đều thích xem cao thủ tỉ thí, như vậy bản thân mới có thể tăng lên, học được nhiều thứ hơn. Lạc Huyền Thanh, Trương Thuần, cho dù ở nội viện cũng là nhân vật đỉnh phong, hai người tranh đấu, đối với hắn mà nói cũng có lực hấp dẫn thật lớn cũng tốt trương huyền lên tiếng thật ra thì đối với song phương chiến đấu hắn không có hứng thú quá lớn thực lực còn không có đạt tới coi như xem cũng xem không hiểu hoàn toàn không thấy xuất sắc ở nơi nào huống chi hắn xem xét tất nhiên sẽ dẫn động thư viện đến lúc đó nhìn thấy rất nhiều thiếu hụt cực kỳ khó chịu nôn tại chỗ cũng không tốt lắm đâu thế nào không hứng thú nhìn ra ý nghĩ của hắn viên hiểu cười một tiếng người đừng tưởng rằng bọn họ chỉ luận bàn hai người giao thủ thật đúng là sát sinh giết chết chiêu chiêu hung hiểm sát sinh giết chết trương huyền kỳ lạ đều là con em đại gia tộc có thể có cửu hận gì a à? chỉ là lẫn nhau so sánh còn không đến mức như thế người còn không biết cũng đúng người vừa mới đến không biết cũng rất bình thường viên hiểu sướng sờ sau đó nở nụ cười nhìn quanh hai bên một vòng thấp giọng nghe nói Trương Thuần muốn theo đuổi tiểu công chúa Lạc Gia. Ai, ngươi làm gì? Còn chưa nói xong, chỉ thấy thanh niên theo sát ở phía sau xoay người rời đi. Ta đi hạ độc chết Trương Thuần này. Trương Huyền xua tay. Viên hiểu. Trương 2558, Trương Gia không biết xấu hổ một. Trương Huyền tức giận, cuối cùng vẫn không có đi, mày nhân lại, tràn đầy nghi ngờ. Tiểu công chúa, không phải xác định hôn ước với tiểu thiên tài Trương Gia kia sao? Trương Tuần này, thân là tử đệ gia tộc, chẳng lẽ còn dám cướp đoạt với gia chủ? Cướp đoạt, hắn đương nhiên không dám, chỉ là tiểu thiên tài không phải một mực không có lộ diện sao? Ta nghe được một tin tức. Viên hiểu giống như ăn trộm, nhìn hai bên một vòng, thấy không có người ở bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, lặng lẽ truyền âm. Tên tiểu thiên tài này, nếu như tháng tư sang năm còn không xuất hiện, trương gia cũng sẽ không hối hôn, rất có khả năng sẽ chọn một hậu bối tuổi tác tương đương, huyết mạch tinh thuần hoàn thành thông gia. Trương Thuần này vừa lúc ở trong hàng ngũ gia tộc thông gia, cơ bản đều là như vậy. Còn có loại sự tình này. Trương Huyền hơi đỏ mặt, suýt chút nữa tức điên. Trước đó, mặc dù khó chịu Tiểu Thiên Tài cùng nhiều khi thông gia, nhưng dù sao hai bên đều là siêu cấp thiên tài, còn là huyết mạch tinh thuần nhất của đại gia tộc, coi như nhịn không được cũng có thể tiếp nhận hiện tại tiểu thiên tài kia không tôn trọng người, một mực trang bức không xuất hiện thì thôi. Còn muốn tìm người khác thông ra, quả thực không thể nhịn được nữa. Lạc nhược hy không phải thương phẩm, không phải am miêu a à cẩu gì cũng có thể xứng đôi. Còn gia tộc vạn năm, đại lục đệ nhất, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Có cơ hội đi trương gia, không làm cho bọn họ long trời lở đất, ta liền không họ trương. Trương huyền cắn chặt răng, lên cơn giận dữ, đây chỉ là tin tức ta nghe được, không nhất định là thật. Thấy vẻ mặt của thanh niên trước mắt không đúng, Viên Hiểu giải thích một câu, tiếp tục nói. Tiểu công chúa Lạc Gia Mỹ lệ vô song, phàm là đã gặp đều si mê lạc lối, Trương Tuần này từng gặp một lần, thích nàng cũng rất bình thường. Lạc Huyền thanh ngươi cũng biết, sủng muội cuồng ma, người này dám ngấp nghé muội muội của hắn, không giết chết đã là chuyện tốt. Cho nên giữa hai bên chiến đấu, một khi bắt đầu, ai cũng không ngăn cản nổi nhớ tới đã từng thấy hai người chiến đấu mấy lần, viên hiểu kìm lòng không được rụt cổ. Mặc dù phòng ngự của hắn vô địch, nhưng Lạc Huyền Thanh thật muốn vận dụng lực lượng huyết mạch, dùng hết toàn lực, khẳng định không chống lại được. Gia hỏa hình người bạo long kia, ở toàn bộ thánh tử điện, có thể để cho vô số chấp pháp trưởng lão nhức đầu, tuyệt không phải chỉ dựa vào phá hư, càng quan trọng hơn là sức chiến đấu cường hãn. Ta đã biết, ta ở chỗ này bày trận, một lát nữa, chỉ cần ngươi dẫn địa ngục thanh long thú tới vị trí ngươi đang đứng, ta sẽ kích hoạt trận pháp, để nó trong thời gian ngắn không thể chạy trốn. Ép xuống phẫn nộ trong lòng, Trương Huyền khoát tay áo. Dám ngấp nghé bạn gái của hắn, lát nữa nhất định phải đi xem một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, thật chọc giận hắn, trước hạ độc chết lại nói. Mới vừa siêu tập nọc độc của xích vĩ phong vương, có thể độc chết thánh vực bát trọng, thực lực của đối phương tương đương lạc huyền thanh, hẳn là không chống lại được. Tốt. Viên hiểu nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, thân thể trùn xuống, như một viên cầu lăn qua hang núi. Đi tới cửa động, kẹt ở phía trên, vùng vẫy nửa ngày mới chui vào được. Thấy hắn vào động, trương huyền hít sâu một hơi, bàn tay khẽ động, mấy trăm trận kỳ huyền phù ở bốn phía. Thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra trận pháp cấp 8 sơ kỳ, trung kỳ thì có chút lực bất tòng tâm. Bất quá muốn vây khốn thánh thú thánh vực bát trọng, không có tu vi trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ. Căn bản là không có cách nào làm được. Vẫn là thực lực quá thấp. Chỉ bằng vào lý giải trận pháp, hắn có thể bố trí ra cấp 8 đỉnh phong, thậm chí trận pháp cấp 9 sơ kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng tu vi không đủ, lý giải trận pháp mạnh hơn cũng uổng công. Trận pháp đạt tới loại cấp bậc này, cần tu vi nhập hư cảnh, lĩnh ngộ hư không, nếu không chân khí lại hùng hồn cũng không có tác dụng quá lớn. Bố trí ra trận pháp một mực vây khốn đối phương, quả thực không làm được, nhưng vây khốn nửa canh giờ, hẳn là có thể hoàn thành. Dùng xâm la khốn trận là được. Đại não nhanh chóng vận chuyển, thời gian nháy mắt, một cái trận pháp hiện lên ở trong óc. Xâm la khốn trận, mặc dù chỉ là trận pháp bát tinh hạ phẩm đỉnh phong, nhưng tiến vào bên trong, như đi vào đêm tối, có khả năng phong bế ngũ giác lục thức của người, thần thức cũng không cách nào lan tràn. Chỉ cần rơi vào trong đó, sẽ như rơi vào bóng tối vĩnh hằng, cái gì cũng không tìm được. Truyền thuyết, lúc trước tiền bối thiết kế trận pháp này, từng bắt được 108 con cú mèo đạt tới thánh thú am hiểu phi hành ban đêm, trận pháp hoàn thành, toàn bộ giam ở trong đó, một con cũng không có chạy ra. Nhân loại nắm giữ la bàn, muốn vây khốn không quá dễ dàng, nhưng đối phó thánh thú, hiệu quả vô cùng tốt, một canh giờ không dám hứa chắc, nhưng nửa canh giờ, đoán chừng sẽ không quá khó. Dùng cái này đi. Trong lòng cân nhắc nhiều lần, phát hiện hiện nay có khả năng bố trí ra trận pháp chỉ có cái này thích hợp nhất, liền nhướng mày, ngón tay đột nhiên bắn ra. Siêu 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 siêu, thời gian nháy mắt, trận kỳ bắn ra ngoài, rơi vào bốn phương tám hướng, ở dưới lực trùng kích to lớn, chui vào khe hở bùn đất nham thạch, biến mất không thấy gì nữa. Trận kỳ, mặc kệ là lộ ở trên mặt đất, hay để dưới đất, chỉ cần tìm đúng trung tâm linh khí di động, hiệu quả mới không kém nhiều. Làm xong những thứ này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi viên hiểu đi ra. Tại nguyên chỗ, đứng hơn 10 phút, viên hiểu cũng không có đi ra, Trương Huyền nhịn không được cau mày, đi qua kéo quái mà thôi, sao thời gian dài như vậy. Đi qua nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đi vào hang núi, còn chưa tới trước mặt, đột nhiên cảm thấy một đạo khí tức lăng lệ cuộn trào mãnh liệt tới, con người co rụt lại, thi triển ra hành giả vô cương, thân thể nhanh chóng tiến lên. Bành, chương 2559, Trương gia không biết xấu hổ 2. Dù vậy vẫn chậm mấy phần, sau lưng bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, tựa như sóng lớn đập lên người. Phốc, ít hầu ngòn ngọt, cả người bay ra ngoài, thẳng tắp ngã ở trên vách đá bên cạnh hang núi, đập ra một cái hố to. Vẻ mặt Trương Huyền trắng bệch, bị va chạm thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy cơ bắp bị xé rách nhiều chỗ, xương cốt toàn thân cũng sắp tan ra thành từng mảnh, đau đớn phát ra tới từ linh hồn. Một kích liền bị trọng thương, nếu không phải thiên đạo kim thân có tiến bộ cực lớn, có thể so với nửa bước thánh khí thượng phẩm, chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Người nào? Trương Huyền khó chịu quát, Thiên đạo chân khí vận chuyển, mau chóng chữa trị thương thế, đồng thời, bàn tay ở trên vách tường nhấn một cái, thân thể nhanh quay ngược trở lại, muốn nhìn xem đến cùng là ai đánh lén. Chẳng qua còn không có xoay người lại, đã cảm thấy lông tơ dựng đứng, lại một đạo lực lượng đi tới trước mặt. Đối phương liên tục công kích, để hắn ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Đáng ghét, biết loại lực lượng này công kích đến, xoay người tương đương bị giết, tinh thần khẽ động, học tập diễn không thiên thư mà lính ngộ ra lĩnh vực bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài thân, Tu Vi đạt tới suốt khiếu cảnh đỉnh phong, lĩnh vực vây ở chung quanh hắn không còn là 1 mét, mà tương đương lĩnh vực cảnh sơ kỳ, đạt đến phạm vi 5 mét. Hơn nữa lực lượng củng cố, mạnh mẽ hơn lĩnh vực cảnh sơ kỳ không biết gấp bao nhiêu lần. Lĩnh vực xuất hiện, lực lượng đánh tới giảm bớt không ít, còn chưa kịp buông lỏng một hơi liền phát hiện cái trước giống như trứng gà bị đá tảng nghiền ép răng rác răng rác xuất hiện từng vết rách vết rách càng lúc càng lớn ngay sau đó ẩm một tiếng trực tiếp nổ tung phốc lại phun ra một ngụm máu tươi trương huyền áp sát vào trên vách đá tựa hồ bị ép thành bánh thịt quá mạnh ít nhất phải đạt tới thánh vực thất trọng đỉnh phong trái tim nguội lạnh liên tục hai chiêu một chút phản ứng cũng không có thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không thấy Trương Huyền chỉ cảm thấy bất lực sông lên đầu. Giống như lúc trước gặp phải lạc thừa tân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trước đó tự nhận là thực lực không yếu, ở trước mặt đối phương, vậy mà không có chút tác dụng. Đến cùng là ai? Trên đầu nổi gân xanh, biết lúc này không được trần trừ, Trương Huyền cắn răng. Khôi lỗi, chặn lại cho ta. Phần phật, hơn trăm đầu khôi lỗi ở trong giới chỉ lập tức bay ra, chính là ban đầu ở đầm lầy tề bắc luyện hóa đầu lâu ngoan nhân, mượn nhờ tâm ma thu phục. Mặc dù đại bộ phận chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng số lượng nhiều như vậy gộp lại, uy lực cũng to đến kinh người. Âm, uhm, khôi lỗi vừa xuất hiện, nhất thời kết thành trận pháp, chặn đánh ra hỏa công kích ở sau lưng. Sau khi trở thành trận pháp sư bát tinh, Trương Huyền lại điều chỉnh trận pháp hợp kích của khôi lỗi, lúc này liên hợp cùng một chỗ, không khí bốn phía bị trận pháp vận chuyển ép ra âm bạo, lực lượng cường đại đến cực điểm, thời gian nháy mắt đã tuôn trào ra. Trước đó những khôi lỗi này sử dụng trận pháp của chiến sư đường, có thể nhẹ nhóm đánh bại nhạc đường chủ thánh vực lục trọng sơ kỳ, hiện tại càng thêm cường đại, toàn lực ra tay, cường giả thánh vực thất trọng cũng có thể chiến một trận. Siêu 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 siêu, lực lượng liên hợp chung một chỗ, tựa như biển cả lan tràn tới, chẳng qua còn không có triệt để bộc phát ra uy lực cường đại nhất, lần nữa cảm thấy công kích ở sau lưng đổ xuống, như tảng đá từ trên núi cao lăn xuống, vô luận phản kháng như thế nào cũng không cải biến được kết cục, chỉ có một con đường bị nghiền ép. Thình thịch thình thịch bành. Trận pháp sụp đổ, ngay sau đó rất nhiều khôi lỗi bay ra ngoài, từng cái khảm nạm ở trên vách đá, tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Siêu. Ngay thời điểm khôi lỗi bị đánh bay, không khí kêu khẽ, chẳng biết lúc nào một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong hư không, hóa thành một đạo kiếm mang màu lam nhạt đâm về phía sau. Đạo kiếm khí này, rõ ràng tích xúc lực lượng rất lâu, vừa xuất hiện, không khí bốn phía hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, nhoáng một cái liền xuất hiện ở sau lưng. Linh hư kiếm, biết đám khôi lỗi khẳng định ngăn cản không nổi, chuôi thánh khí thượng phẩm này vừa rồi liền núp ở đó trước, xem như sát chiêu chân chính của hắn. Dù chưa kịp thi triển nhất kiếm phá hải, nhưng bản thân linh hư kiếm không kém gì cường giả thánh vực thất trọng, lại thêm đánh lén, lập tức biểu hiện ra uy lực không giống bình thường, tựa hồ muốn bổ ra thiên địa. Ông ngay thời điểm Trương Huyền cảm thấy ra hỏa đánh lén ở sau lưng, gặp được kiếm này tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, khó mà ứng đối, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó không gian bốn phía như thay đổi kết cấu, trong chốc lát, linh hư kiếm giống như rơi vào không gian gấp, liên hệ với tinh thần của hắn biến mất, không thể khống chế. Thánh vực bát trọng, thân thể Trương Huyền cứng ngắc, ra đầu nổ tung. Trương 2560, gọi ngươi một tiếng dám đáp lại không? Một. Thánh vực bát trọng động hư cảnh, khống chế lực lượng động thiên, lĩnh vực bày ra như không gian gấp, có khả năng ngăn cách tinh thần truyền lại, vũ khí thuần phục cũng không thể liên hệ, thậm chí đánh ra công kích, tiến vào bên trong cũng sẽ giống như trâu đất xuống biển, mất đi khống chế. Nếu như nói, lĩnh vực cảnh, nhập hư cảnh là sơ bộ nắm giữ không gian, như vậy động hư cảnh đã đạt đến cảnh giới thuần thục, nắm giữ lực lượng không gian thuộc về mình. Nhất niệm ra, tự thành động thiên. Kiếm cương của Linh hư kiếm mới vừa xuất thế, dù uy lực cực lớn, cường giả nhập hư cảnh cũng phải tạm lánh phong mang, nhưng gặp phải cường giả động hư cảnh, liền không có bất kỳ tác dụng nào. Cong 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 cong, trường kiếm không ngừng lay động, tràn đầy sợ hãi, có điều vô luận dùng sức như thế nào, cũng không thể tiến lên, giống như đóng đinh ở trên tường, khẽ động cũng không động được. Ngoan nhân, chuẩn bị ra tay đi. Biết giờ phút này lo lắng vô dụng, tâm cảnh xoay chuyển lần nữa đi vào trạng thái tâm như chỉ thủy, tinh thần khẽ độc, liên hệ ngoan nhân. Nói thật, ngoan nhân, phân thân, độc sư, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn sử dụng, một khi sử dụng, thì nhất định phải chém giết đối thủ, không có con đường thứ hai có thể đi. Lúc đầu nghĩ khôi lỗi, Linh Hư Kiếm có khả năng đối phó, hiện tại xem ra, gia hỏa đánh lén hắn đã vượt ra phạm chủ những thủ đoạn này có khả năng chống lại, chỉ có thể vận dụng át chủ bài cuối cùng. Vâng, chủ nhân, biết nguy hiểm, ngoan nhân lên tiếng, nương theo tinh thần của Trương Huyền khẽ động, một ngón tay bất ngờ xuất hiện ở sau lưng. Phần Phật, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ lực lượng đặc thù lan tràn ra, lĩnh vực tựa như động thiên phía trước vỡ vụt. Thực lực của ngoan nhân, dù chỉ có thánh vực thất trọng đỉnh phong, muốn vượt qua lạc huyền thanh cũng không dễ dàng như vậy, nhưng dù sao cũng là nhân vật từng đứng ở đỉnh phong của đại lục, nhãn lực cùng kiến thức còn đó, hơn nữa đối phương liên tục bị thủ đoạn của trương huyền công kích, lại áp chế linh hư kiếm đang sao động. Lực lượng không còn một phần người bình thường, một chiêu liền bị đánh trở tay không kịp. Giang rác, giang rác, động thiên không duy trì được, Trương Huyền cảm thấy lực lượng đè ở trên người nới lỏng, vội vàng xoay người qua. Chỉ thấy một cửa thú hình long đường kính hơn một mét, dài hơn 30 thước huyền phù ở cách đó không xa, toàn thân màu nâu xanh, hai mắt đỏ thấm, mang theo uy nghiêm nồng đậm. Địa ngục thanh long thú, nắm đấm căng thẳng, trong lòng Trương Huyền lột bộp một cái. Trước đó còn tưởng rằng là đám người Lạc Huyền thanh thua, Trương Tuần cùng đồng bạn của hắn ra tay với mình, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là thánh thú hắn muốn đi tìm kia. Nó ở đây, như vậy trong sơn động chẳng phải không có cái gì sao. Khó trách viên hiểu đi lâu như vậy còn không có ra, hẳn là hang núi trống trải, tìm kiếm khắp nơi mới chậm trễ thời gian, cũng không biết ra hỏa này căn bản không ở bên trong. Thánh thú thánh vực bát trọng chẳng trách mình dùng nhiều thủ đoạn, cũng không có biện pháp gì, đối mặt loại cường giả này, hắn đích xác không có một chút năng lực phản kháng. Muốn đến thuần phục ta, các người thật to gan. Thanh long thú hử lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại vang lên ở trong óc, như trung cổ gõ vang. Thuần phục, chỉ bằng thực lực như ta, nói đùa. Ra mặt trương huyền co lại, vội vàng mở miệng, trong lòng thì căng thẳng. Bọn họ căn bản không có ý định thuần phục, mà là muốn gắp lửa bỏ tay người, vì sao gia hỏa này lại nói như vậy? Thánh thú cao ngạo, muốn thuần phục rất khó, nguyên nhân chính là như vậy, địa vị của thuần thú sư bát tinh cực cao. Bình thường thuần thú đều cần chuẩn bị đủ loại quà tặng, nghĩ biện pháp kéo quan hệ thân thiết, đợi triệt để quen thuộc, lại lấy thân phận bằng hữu mời. Dưới tình huống bình thường, một thuần thú sư bát tinh đỉnh phong, muốn thuần phục một thánh thú thánh vực bát trọng, không có mấy năm là không làm được. Giờ phút này cái gì cũng không có chuẩn bị, liền bị đối phương phát giác. Vốn chỉ là rủ quái đơn giản, viên hiểu phụ trách kéo cầu hận, hắn phụ trách bố trí bẫy dập. Làm sao lại biến thành như vậy? Thánh thú ghét nhất khuất phục người khác, thực lực mạnh hơn nó, không có lực lượng phản kháng thì thôi, một suất khiếu cảnh đỉnh phong cũng muốn ra tay. Khó trách nó tức giận, vừa ra tay liền không chút lưu tình, nếu không phải thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ đã chết. Vậy ngươi tới đây làm gì? Có người nói với ta, các người muốn ta thuần phục, trở thành thú sủng, thay nhân loại các người quyết đấu sinh tử. Thanh long thú gào lên, thanh âm chấn bụi bặm không ngừng rơi xuống. Có người nói với ngươi, Trương Huyền sửng sốt, con người co rụt lại. Nhất định là Trương Thuần kia. Mới vừa rồi còn cảm thấy Trương Thuần quá ngu, dễ dàng liền bị Lạc Huyền Thanh đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hiện tại xem ra là nhóm người mình bị đối phương chơi. Trước thời hạn tìm tới Thanh Long Thú, nói có người muốn thuần phục nó. Một là được đối phương hảo cảm, thứ hai, để nó sinh ra ác cảm với Lạc Huyền Thanh, lại muốn thuần phục, liền không có bất cứ hy vọng nào. Không hổ là thiên tài trương gia, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Chỉ là, coi như người tìm, cũng phải tìm Lạc Huyền Thanh A Hát. Tìm ta làm gì? Trương Huyền buồn bực, vội vàng xua tay. Không phải ta muốn thuần phục ngươi, mà là gia hỏa nói chuyện này với ngươi kia, hắn gọi Trương Thuần, cố ý khiêu khích ly gián. Hừ, nhân loại các ngươi đều xấu như nhau. Âm âm, Trương Huyền còn chưa nói xong, lần nữa cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại nghiền ép đến, sau đó nhìn thấy đuôi của thanh long thú quét ngang tới. Phần phật, không gian chung quanh ngưng động, hắn giống như rơi vào không gian gấp, muốn chạy trốn cũng làm không được. Thiếu hụt, biết giờ phút này ai cũng không trông cậy vào được, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu vội vàng la lên u, một quyển sách xuất hiện, vô số kiến thức chảy vào trong óc. Nó là thánh thú, hơn nữa tự mình tu luyện, lĩnh ngộ động hư không tính quá mạnh. Xem xong nội dung trong sách, Trương Huyền lập tức thở vào nhẹ nhõm. Chương 2561, gọi ngươi một tiếng dám đáp lại không? Hai. Mặc dù đối phương là thánh thú thánh vực bát trọng, sức chiến đấu cường đại đến đáng sợ, nhưng cũng có thiếu hụt rất lớn. Cái kia chính là tự mình tu luyện không có phương pháp tu luyện chính thống phương thức công kích cùng lĩnh ngộ động hư có chút đơn giản ngoan nhân biết những thứ này tinh thần khẽ động truyền qua những thiếu hụt này xương ngón tay của ngoan nhân nhẹ nhàng nhoáng một cái giống như xuyên toa không gian sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh đối phương lần nữa điểm một cái giang giác động thiên của địa ngục thanh long thú lần nữa tán loạn ừm không nghĩ tới một suất khiếu cảnh đỉnh phong Liên tục hai lần phá vỡ công kích của nó Con mắt của địa ngục thanh long thú lộ ra nghi ngờ Dù nó ở trong sơn cốc sưng vương sưng bá Không có thánh thú dám chọc Nhưng tiếp xúc với nhân loại quá ít Càng không có nghĩ tới Gặp một quái thai trong nháy mắt Có thể nhìn thấu thiếu hụt của nó Hô! Động thiên bị phá hư Thân thể trương huyền buông lỏng Biết không thể cách quá gần Thì triển hành giả vô cương Thời gian nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm mét Đại gia hỏa này Lấy thực lực của hắn khẳng định là không cách nào chiến thắng chỉ có thể chờ đợi đám người lạc huyền thanh trở về dù thực lực của bọn họ không bằng đối phương nhưng chỉ cần bản thân nói ra thiếu hụt liên hợp lại muốn chiến thắng hẳn là sẽ không quá khó ngón tay này của ngươi rất kỳ lạ thanh long thú hừ một tiếng đầu lâu to lớn lắc một cái đuôi quất tới liên tục hai lần phá hủy lực lượng động hư của nó nó muốn nhìn một chút đến cùng đối phương là vận may hay thực lực biết công kích của đối phương căn bản là không có cách ngăn cản, Trương Huyền đành phải để ngoan nhân tới, nhắm ngay một chỗ thiếu hụt nhấn tới. Giang giác, giống như vừa rồi, đối phương duy trì lĩnh vực động hư cảnh bị vỡ vụn. Người có thể nhìn ra thiếu hụt trong lĩnh vực của ta. Thẳng đến lúc này, địa ngục thanh long thú rốt cuộc minh bạch, tràn đầy khó tin. Nếu như là cường giả đồng cấp, có thể làm được điểm ấy, cảm thấy không có gì, một tiểu nhân vật chỉ mới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, Liên tục ba lần đánh tan lĩnh vực của nó, để nó sinh ra hứng thú nồng đậm. Đương nhiên, ta là một vị danh sư, không chỉ có thể nhìn ra, nếu như chỉ điểm ngươi mà nói, thực lực của ngươi, tuyệt đối không chỉ như bây giờ, khẳng định còn có thể đi càng xa. Thấy nó ngừng công kích, trong lòng Trương Huyền hơi động, vội vàng nói. Không cần quan tâm nhiều, nếu như có thể lừa dối đối phương thành thú sùng, còn lại liền đơn giản, trước bất chấp tất cả, đánh Trương Tuần một trận tơi bời đã sớm nhìn hắn không vừa mắt nha. Chỉ điểm ta, đầu địa ngục thanh long thú lệch qua một bên, suy nghĩ một chút. Ngươi có thể bằng vào thực lực của mình đánh bại ta, ta liền để ngươi chỉ điểm. Bằng vào thực lực của mình. Không sai, khí thức của ngón tay này cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, hẳn là một pháp bảo. Còn khôi lỗi, trường kiếm, đều thuộc về vật ngoài thân. Không cần cái này, đánh bại ta, đừng nói để ngươi chỉ điểm, nhận ngươi làm chủ cũng không có gì. Thanh Long thú nói: "Ra hỏa trước mắt này, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra thiếu hụt trong lĩnh vực của nó, để hắn chỉ điểm, có lẽ thật có thể tiến nhanh hơn. Bất quá điều kiện tiên quyết là nắm giữ năng lực để nó thần phục, nếu không đường đường thánh thú có huyết mạch long tộc, làm sao có thể tùy tiện thần phục người?" "Đánh bại ngươi?" Trương Huyền cao mày. "Nói thật, không mượn ngoan nhân, cùng rất nhiều thủ đoạn, đừng nói hắn, xem như phân thân." khẳng định cũng không chống lại được. Cường giả thánh vực, sau nguyên thần cảnh, mỗi một cấp đều tranh lệch cực lớn, động hư cảnh cùng nhập hư cảnh càng lớn, có thể nói không thể so sánh. Mượn nhờ nhiều thủ đoạn như vậy, cũng đỡ không nổi đối phương, vẫn là dùng thiếu hụt của thư viện, mới thành công đánh tan động hư của đối phương. Thật muốn tay không chiến đấu, thắng, làm sao có thể? Đúng rồi, cái kia, có hữu dụng hay không? Trong lòng hơi động, nhớ tới một việc, Nhịn không được ngẩng đầu nhìn tới người gọi địa ngục thanh long thú trong cơ thể hẳn là nắm giữ huyết mạch long tộc rất nồng đậm a à. đối phương nắm giữ huyết mạch long tộc có lẽ hắn thật có thể chỉ bằng vào thực lực chiến thắng không sai thanh long thú kiêu ngạo đã như vậy trương huyền mỉm cười huyền phù ở trên không mang theo phong độ cao nhân ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp lại không gọi ta một tiếng thanh long thú nghi ngờ không sai. Trương Huyền gật gật đầu, hít sâu một hơi. Hồng, bò, o. Đột nhiên phát ra thanh âm, thân thể của địa ngục thanh long thú ở trên bầu trời co lại. Lạch cạch. Rơi trên mặt đất, không ngừng phun bọt mép. Chương 2562, giết chết nha. một. Lúc trước học thiên long bắt âm, chỉ cần không có đạt tới chân long, hơn nữa thánh thú trong cơ thể nắm giữ huyết mạch long tộc, liền có thể tùy tiện áp bức, không có lực lượng phản kháng vốn cho rằng đại gia hỏa này là thánh vực bát trọng giống một tiếng tác dụng hẳn không quá lớn không thành công bản thân lại tiêu hao lực lượng quá lớn chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược cho nên không dám tùy tiện động thủ nằm mơ cũng không có nghĩ đến uy lực của hai chữ này vẫn mạnh như vậy sớm biết như vậy vừa thấy mặt liền hô sẽ không bị động như vậy suýt chút nữa bị đánh chết tại chỗ người là chân long hắn bên này cảm khái địa ngục thanh long thú nằm trên mặt đất không ngừng co giật, lần nữa nhìn qua, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Huyết mạch long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, dù nó mệnh danh thanh long thú, nhưng so với long tộc chân chính, vẫn có tranh lệch rất lớn, đối phương có khả năng hô lên thiên long bát âm tinh thuần như vậy, tất nhiên nắm giữ huyết mạch long tộc còn tinh khiết hơn nó. Mặc dù ta không phải chân long, nhưng chỉ cần thần phục ta, có thể để cho huyết mạch của ngươi trở nên càng thêm tinh thuần, thực lực mạnh hơn. Trương Huyền đi tới, xem ra chỉ cần đối phương không đồng ý thì sẽ tiếp tục thi triển thiên long bát âm đánh chết tươi nó ta thần phục không trần chờ quá lâu thanh long thú cúi đầu xuống có khả năng nói ra thiên long bát âm coi như không phải chân long cũng tất nhiên có liên quan đến hắn huyết mạch áp chế thần phục chẳng những không cảm thấy mất mặt còn cực kỳ may mắn loại cơ hội này không nắm chặt mới là thật ngu thấy nó đồng ý trương huyền thở phào nhẹ nhõm vốn là giúp Lạc Huyền Thanh tìm kiếm động hư hồ lô, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thu được thánh thú thánh vực bát trọng. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau ở thánh tử điện, hoàn toàn có thể xông pha, trong học viên, đệ tử có thể thắng được đại gia hỏa này, hầu như không có nha. Trong sơn động, viên hiểu thận trọng tiến lên, trong này có thánh thú thánh vực bát trọng, hắn không dám phóng ra thần thức, cũng không dám phi hành, chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm. Chỉ bất quá hang núi thực sự quá lớn, đi hơn 10 phút còn chưa đi hết. Tại sao không có? Lại đi một hồi, lần nữa trở lại vị trí cửa động, mày nhân lại. Một vòng lớn như vậy, cả sơn động đều xoay một lần, vì sao ngay cả cái bóng của thanh long thú cũng không thấy? Chẳng lẽ ra ngoài kiếm ăn, còn chưa trở về? Thật như vậy thì quá tốt rồi, hoàn toàn có thể ở ngoài động bố trí trận pháp, một khi đối phương trở về, kích hoạt vây khốn, không cần hắn mạo hiểm đi hấp dẫn. Nhanh nói chuyện này cho đám người Lạc Huyền Thanh. Thần thức lan tràn, quét một lần, quả nhiên không có phát hiện, Viên Hiểu vội vã đi ra ngoài. Nhất định phải nhanh nói cho đám người Lạc Huyền Thanh chuyện này để bọn hắn không cần chờ. Đi ra hang núi, đang muốn gọi Trương Huyền, chỉ thấy một thanh long thú to lớn nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt dùng đầu lưỡi liếm láp ống quần hắn. Cái này, con mắt Viên Hiểu trợn tròn, giống như gặp quỷ. Trương sư, đây là có chuyện gì? hắn cũng bối rối đi vào hang núi tìm kiếm địa ngục thanh long thú tìm một vòng cũng không tìm được ở bên ngoài nhìn thấy không nói còn ghé vào trước mặt trương huyền liếm ống quần đến cùng xảy ra chuyện gì a à, thanh long thú từ bên ngoài tới đụng phải ta vừa lúc rảnh rỗi liền thuận tay thuần phục trương huyền giải thích thuận tay thuần phục thân thể nhoáng một cái viên hiểu thiếu chút nữa ngất đi đây chính là thánh thú thánh vực bát trọng bọn họ gặp phải có thể chạy bao xa thì chạy bao xa, trực tiếp thuần phục. Lúc này mới bao lâu? 10 phút, 20 phút, dù sao cách nửa canh giờ còn kém rất xa, cô áp chế mình làm chuyện điên rồ, lần nữa nhìn qua. Ngươi, còn tinh thông thuần thú. Khảo hạch qua thuần thú sư. Trương Huyền gật đầu, viên hiểu nghẹn nói không ra lời. Người này bày trận nhanh thì thôi, còn là luyện đan sư, y sư, hiện tại thuần thú cũng lợi hại như vậy, còn có gì không biết sao. Đi xem đám người lạc huynh một chút đi. Thuần phục thanh long thú, giải trừ nguy hiểm, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có ý nghĩa gì, trương huyền khoát tay áo. Hắn ở chiến đấu bên ngoài sơn động, động tĩnh như thế lớn, viên hiểu đi vào trong động, không thả ra thần thức, chung quanh còn có trận pháp, không thể cảm giác thì thôi, đám người lạc huyền thanh cách gần như vậy, cũng không nghe thấy, không có người tới, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Hai người lao về phía đám người lạc huyền thanh, còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy từng tiếng gió giết gào, thổi đến tảng đá trong sơn cốc lăn mình, tựa hồ sợ gây ra động tính quá lớn, dẫn tới càng nhiều thánh thú, hai bên tựa hồ rất khắc chế lực lượng, kinh khí chỉ vận chuyển ở trong phạm vi nhất định, không có chút tiết lộ nào. Vòng qua nham thạch nhìn, chỉ thấy hai bóng người đang ở giao thủ phía trước, một chiêu một thức, mang theo uy lực cực kỳ mạnh, coi như lấy thực lực của hắn, nhìn một hồi cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn là Trương Thuần, nhận ra một phương chiến đấu chính là Lạc Huyền Thanh, Trương Huyền hỏi. Đối diện là một thanh niên chừng 30 tuổi, lông mày đen nhánh, cánh tay thon dài, nhất cử nhất động mang theo lực lượng hồn nhiên thiên thành, thực lực tương đương Lạc Huyền Thanh, đều là thánh vực thất trọng đỉnh phong. Ừm, Viên Hiểu gật đầu lên tiếng. Trương Huyền nhìn kỹ lại. Giống như lúc trước hắn nói Hai người chiến đấu, quả thực chiêu chiêu tàn nhẫn. Chỉ bất quá, hai bên biết rõ cực sâu, mỗi một chiêu đều giống như biết trước thời hạn, dù hung hiểm, lại không cách nào làm bị thương đối phương. Ngược lại bởi vì động tác quá nhanh, giống như đồng môn sư huynh đệ, lặp đi lặp lại tiếp chiêu. Đối diện bích hồng âm, Vân Liên Hải thì đứng bốn người, từng cái hai tay ôm ở trước ngực, rất hứng thú nhìn hai bên chiến đấu. Sao lại đánh nhau? Đi tới trước mặt, Viên Hiểu thấp giọng hỏi không phải nói tới ngăn cản đối phương tiến lên, làm bộ dáng ư? Chương 2563, giết chết nha. Hai, sao lại thật đánh nhau? Chúng ta tới ngăn cản bọn họ, Trương Thuần nói dùng võ quyết thắng thua, người nào thắng liền đi thuần phục Thanh Long thú, thua trực tiếp cuốn xéo. Cho nên bọn họ liền đánh nhau, có điều thực lực hai người tương đương, lẫn nhau quen thuộc, thời gian dài như vậy vẫn không có phân ra thắng bại bích hồng âm giải thích một câu nhíu mày thế nào thanh long thú kia đâu có dẫn tới hay không cái này nhớ tới sự tình vừa rồi viên hiểu không biết trả lời như thế nào đành phải lắc đầu ngươi hỏi trương sư đi bích hồng âm có chút kỳ quái có điều vẫn xoay đầu lại trương sư thế nào a à, mới vừa cùng thanh long thú đánh một lúc trương huyền đang muốn giải thích chuyện phát sinh vừa rồi liền cảm thấy phía trước sóng khí lăn mình song trưởng của trương thuần bỗng nhiên đẩy một cái thoát ly vòng chiến sau đó nhíu mày vẻ mặt khó tin nhìn về phía hai người trương huyền các ngươi không có việc gì thanh long thú nổi giận đùng đùng đi tìm phiền toái làm sao có thể để hai người không bị thương chút nào trở về có ý tứ gì thấy biểu lộ của hắn lạc huyền thanh ý thức được không đúng cũng nhìn lại huyền thanh trước khi người này tới đây liền gặp thanh long thú cố ý nói người muốn thuần phục nó khích thích đối phương nổi giận, chỉ cần chúng ta tiếp xúc sẽ gặp phải công kích. Viên Hiểu nói: thời điểm tới, Trương Huyền giải thích sự tình cặn kẽ một lần, đã biết chúng thủ đoạn của đối phương. Không sai, ta là trước thời hạn gặp Thanh Long thú, vừa rồi ngươi cố ý ngăn cản ta, trên thực tế ta cũng ngăn cản ngươi, muốn nhìn một chút. Thanh Long thú cuồng bạo, đến cùng có thể phát ra bao nhiêu lực lượng? Trương Thuần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phủ nhận, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Hai người các ngươi, gặp được đại gia hỏa kia, sao lại không có việc gì? Cũng khó trách hắn kỳ lạ, Địa Ngục Thanh Long thú, Thánh thú thánh vực bát trọng, trong cơn giận dữ, hắn cũng không chống lại được, hai người kia không có việc gì, không bị thương chút nào trở về, căn bản không phù hợp đạo lý. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, cố ý ngăn lạc huyền thanh, không để cho đối phương cứu viện, như vậy hai đồng bọn của hắn tất nhiên bị thương, làm không cẩn thận sẽ mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó lại dẫn Thanh Long thú tới. Không chỉ có thể thu hoạch được hảo cảm, còn để người sau chịu thiệt, nhất cử lướng tiện. Hai người trở về như thế, chẳng lẽ không có gặp được. Người chính là Trương Thuần. Lười nhắc trả lời, Trương Huyền nhìn qua. Không sai, ngươi là ai? Trương Thuần nhíu mày, trên mặt không vui, một tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh đỉnh phong mà thôi, dám gọi thẳng tên của hắn, lá gan thật là không nhỏ. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta nghe nói người có ý nghĩ xấu với tiểu công chúa lạc gia. Trương Huyền tiếp tục nói, người có ý tứ gì? Trương Tuần hít mắt lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Huyền Thanh. Lạc Huyền Thanh, đây là người của ngươi. Trương Sư, nghe đối phương nhắc tới muội muội của mình, Lạc Huyền Thanh cũng nhíu mày, nhịn không được nhìn qua. Lạc Huynh, ngươi liền nói, có phải hắn có ý nghĩ xấu với tiểu công chúa hay không? Trương Huyền cũng không nhiều lời, nhìn lại. Hừ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, muội muội ta, há là hắn có thể xứng đôi. Không biết Trương Huyền có ý tứ gì, nhưng nói đến muội muội, Lạc Huyền Thanh vẫn hừ một tiếng, tràn đầy không vui. Hắn vốn khó chịu với người Trương gia, người này còn dám quấy rối muội muội của hắn, nếu không phải thực lực tương đương, khẳng định đã sớm đánh đối phương đến cha ruột cũng không nhận ra được. Lạc huynh đã nói như vậy, như vậy đánh hắn một trận cũng không xử oan nha. Trương Huyền gật đầu đánh ta, chỉ bằng ngươi. Còn tưởng rằng gia hỏa đột nhiên xuất hiện kia muốn làm gì, nghe muốn đánh hắn, Trương Tuần giận quá mà cười. Hắn ở trong thánh tử điện cũng là cường giả đỉnh phong, tuyệt thế thiên tài của thánh nhân Trương gia, ai thấy không dọa đến run rẩy Một tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh đỉnh phong, lại ăn nói ngông cuồng. Quả thực không để hắn vào mắt. Trương Sư, Lạc Huyền Thanh cũng không hiểu ra sao. Trương Huyền này có phải mới vừa bị người đánh ngu hay không? đây chính là trương thuần ngay cả hắn muốn vượt qua cũng khó ngươi muốn đánh hắn không sai trương huyền gật đầu vậy thì tốt để cho ta nhìn một chút đến cùng có dạng thực lực gì lại dám cản rỡ như thế trương thuần cười lạnh một tiếng bàn tay lăng không trào một cái nhất thời một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm bao phủ tới trương huyền giết chết nha trương huyền đứng ở chỗ không nhúc nhích vỗ tay phát ra tiếng giống thanh âm còn chưa kết thúc, một con thanh long thú dài đến hơn 30 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái đuôi thô to quét qua. Bành! Trương Tuần còn không kịp phản ứng, liền bay ngược ra ngoài, đầu đâm vào trong lòng núi, đập ra một cái hố to lớn. Trương 2564, thực lực của thanh long thú. Một, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên không. Địa ngục thanh long thú, thế nào? Nghe lời của Trương Sư khóe miệng của Lạc Huyền Thanh giật một cái, chậm chạm kịp phản ứng. Đại gia hỏa này, thời điểm hắn tới lần đầu tiên, từng ở phía xa thấy qua, cực kỳ hung mãnh, cường giả thánh vực bát trọng cũng chưa chắc có khả năng chống lại. Lúc đầu hắn nghĩ, mượn nhờ nhiếp hồn Kim Châu mê choáng đối phương, sau đó len lén tiến vào hang núi, tìm kiếm động hư hồ lô, ai biết Trương Thuần xuất hiện. Ngay sau đó dựa theo kế hoạch lúc trước, gắp lửa bỏ tay người. Chưa kịp hoàn thành, thanh long thú này làm sao lại bay tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối với Trương Huyền nói, lại không chút phản kháng mảy may. Vội vàng quay đầu nhìn về phía viên hiểu, chỉ thấy những người khác cũng nhìn lại, tất cả đều không hiểu ra sao. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thấy vạn chúng nhìn chừng chừng, biểu lộ của viên hiểu như sắp khóc, hai tay mở ra, trên mặt run rẩy. Ta vào sơn động tìm nó, ý định chọc giận, kết quả cái gì cũng không có tìm thấy, vừa ra liền thấy nó liếm ống quần của trương sư cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không thấy được liếm ống quần lông mày của lạc huyền thanh nhảy một cái chẳng lẽ trương sư đã thuần phục thanh long thú còn phải nói nữa sao quá rõ ràng a hát viên hiểu gật đầu nhưng lạc huyền thanh đến bây giờ cũng không dám tin tưởng lúc này mới qua gần 20 phút bằng vào thực lực suốt khiếu cảnh đỉnh phong thuần phục một thánh thú động hư cảnh bầy trận có thể nhanh luyện đan có thể nhanh giải độc cũng có thể nhanh nhưng thuần thú cần tình cảm tích lũy để thánh thú hoàn toàn thần phục thời gian ngắn như vậy liền thành công người xác định không có nói đùa coi như thuần thú sư cửu tinh cũng làm không được a à. trước khi nhìn thấy hắn người tin tưởng trận pháp bát tinh có thể bố trí còn dễ dàng hơn kích hoạt trận bàn ư biết hắn không tin viên hiểu hỏi lại cái này lạc huyền thanh lắc đầu thân là thiên tài lạc gia, thấy qua vô số trận pháp sư lợi hại, thậm chí danh sư cửu tinh cũng đã gặp không chỉ một vị, bọn họ bày trận cũng không có nhanh như vậy. Coi như muội muội thiên tư vô song của mình, tốc độ bày trận cũng xa xa không bằng. Người tin tưởng, có người bị xích vĩ phong vương cắn, một chút việc cũng không có, ngược lại người sau bị độc chết ư. Viên hiểu hỏi tiếp, người tin tưởng, có người độ lôi kiếp, có thể dọa chạy lôi kiếp, không dám tiếp tục trở về ư. Lạc Huyền Thanh lại nói không ra lời. Từ trước đến nay, đều cho rằng bản thân là siêu cấp thiên tài không kém gì muội muội, xem anh hùng thiên hạ không có gì, nhìn thấy người này mới biết được, so sánh với đối phương, còn kém một đoạn rất lớn. Không thể so sánh nổi. Thanh Long Thú, vừa rồi người ta đã ước định, người làm gì vậy? Bên này hạ giọng trò chuyện, trong vách đá, Trương Tuần lần nữa bay ra, vẻ mặt phẫn nộ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, người này lại đột nhiên phản bội ước định vừa rồi hết hiệu lực, chủ nhân của ta bảo ta đánh ngươi. Ngoan, đừng phản kháng. Thanh Long đảo mắt, đuôi quất tới lần nữa. Vừa rồi người này hứa hẹn bảo vật chân quý, có điều hiện tại nó đã nhận chủ, tự nhiên không có khả năng làm ra sự tình vi phạm ý nguyện của chủ nhân. Sang giác, cường giả động hư cảnh vận chuyển toàn lực, không gian bốn phía giống như đông cứng, trương thuần lùi về phía sau mấy bước, lần nữa bị quất trúng, đầu lại đâm vào trên vách đá. Lần này so với vừa rồi còn thê thảm hơn, nội tạng lệch vị, xương cốt chặt mấy cái, còn không có leo ra liền phun máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Ngươi, nhận người này là chủ. Dùng một viên đan dược, khôi phục một chút, từ trong lỗ thủng leo ra, Trương Thuần sắp cắn nát hàm răng. Vì thuần phục đại gia hỏa này, hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, tất nhiên có khả năng thành công, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa mới qua mấy chục phút, thánh thú đã bị người thuần phục còn cuồng ẩu với hắn. Dám sỉ nhục chủ nhân của ta, người tự tìm chết. Địa ngục thanh long thú hít mắt lại, đuôi lần nữa quét ngang tới. Lần này so với vừa rồi uy lực còn lớn hơn, vừa xuất hiện, không gian trong sơn cốc muốn vỡ vụn, một vết rách đen kịt xuất hiện ở trước mặt Trương Thuần, tựa hồ muốn xé hắn thành bột phấn. Nhìn thấy công kích này xuất hiện, biết lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi, cắn răng một cái, lòng bàn tay của Trương Tuần nhiều ra một viên ngọc phù, bỗng nhiên bóp nát. Ông, trên không xuất hiện một đạo gợn sóng, như nước chảy ngăn ở trước người, công kích của địa ngục thanh long thú rơi vào phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đại vũ hộ thân phù, thủ bút thật lớn, mắt viên hiểu sáng lên. Đại vũ hộ thân phù, Trương Huyền nghi ngờ, là hộ thân phù danh sư cửu tinh mới có thể luyện chế, một khi kích hoạt. Chỉ cần tu vi không cao hơn thánh vực cửu trọng, đều có thể nhẹ nhõm chặn lại, không đả thương được chút nào. Viên hiểu giải thích, không hổ là thiên tài Trương gia, ngay cả thứ này cũng có. Trương Huyền líu lưỡi. Chương 2565, thực lực của Thanh Long thú. 2. Chỉ bằng vào có khả năng chặn lại công kích không cao hơn thánh vực cửu trọng, liền có thể đoán ra, thứ này giá trị không nhỏ, chỉ là không nghĩ tới lại là danh sư cửu tinh luyện chế. Thanh Long thú, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Thấy hộ thân phù ngăn được công kích, Trương Tuần thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy nhức nhối. Tấm hộ thân phù này là hắn hao tốn vô số bảo vật mới có được, có thể nói là bảo vật quý nhất trên người, chuyên môn dùng để bảo vệ tính mạng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại dùng ở nơi này. Không thèm để ý phẫn nộ của hắn, đuôi của Thanh Long thú tiếp tục quất tới, đụng cho gợn sóng không ngừng lay động ngươi đánh như vậy không phá được nó. Thấy thanh long thú không ngừng dùng man lực công kích, Trương Huyền lắc đầu. Theo ta nói công kích, ngưng tụ lực lượng ở đuôi, đâm chỗ giao hội bên trái ba thước. Gió, nghe chủ nhân phân phó, địa ngục thanh long thú nhẹ gật đầu, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tập hợp ở trên đuôi, tìm đúng vị trí, mãnh liệt điểm một cái. Giang giác, thanh âm xé rách gấm lụa vang lên, gợn sóng trên không giống như bóng bay bị kim đâm thủng, nhất thời xuất hiện một vết rách to lớn, nứt ra hai bên. Phốc, hộ thân phù xé rách, Trương Tuần không chịu nổi lực lượng phản kích, ngực xẹp xuống, lần nữa bay ngược ra ngoài, còn ở trên không đã phun ra máu tươi. Cái này, lần này không chỉ đám người lạc huyền thanh khiếp sợ nói không ra lời, ngay cả mấy người đi cùng Trương Tuần, cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bọn họ được mời đến đây thuần phục thanh long thú, biết độ khó thành công, thanh niên này, ngắn ngủi không tới 20 phút thuần phục thì cũng thôi, còn có thể nháy mắt nhìn ra vị trí sơ hở của đại vũ hộ thân phù. Hộ thân phù, dù có thể ngăn cản công kích, nhưng cũng không phải phòng ngự trăm phần trăm, dù sao đồ vật lợi hại hơn nữa, cũng là ngoại lực, không phải danh sư cửu tinh chân chính ra tay. Nhưng loại cường giả cấp bậc này luyện chế, đã sớm che giấu thiếu hụt, cùng cấp bậc cũng nhìn không ra, hắn nháy mắt liền nhìn ra, đến cùng làm sao làm được. Người đến cùng là ai? đây là ân oán giữa ta cùng Lạc Huyền Thanh, người có biết, thay hắn ra mặt, sẽ bỏ ra cái giá gì không? Nham thạch bay loạn, Trương Tuần lần nữa từ trong vách núi bay ra, khóe miệng tràn đầy vết máu, tức giận gào thét. Tới thuần phục thanh long thú, vốn là hắn cùng Lạc Huyền Thanh cạnh tranh, người này chỉ là đối phương mời đến giúp một tay, cần gì vì đối phương triệt để đắc tội mình, đắc tội Trương gia về sau ở thánh tử điện bước đi liên tục khó khăn. Trả giá, đương nhiên hiểu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lần nữa vỗ tay. Tiếp tục đánh cho ta, đánh cho hắn, không nói nhảm được mới thôi. Gió. Đầu lâu to lớn gật một cái, thân thể của Thanh Long thú lần nữa nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, móng vuốt sắc bén lăng không bắt tới. Vừa rồi chỉ dùng đuôi, móng vuốt cũng không dùng, lúc này thi triển ra, lực lượng lần nữa bạo tăng. Ngươi, không nghĩ tới người này khó chơi như vậy, đã nói như thế còn động thủ. Trương Thuần tức đến sắp thổ huyết, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, lăng không đâm tới. Kiếm pháp của hắn cùng chân giải mà Trương Huyền lĩnh ngộ, hoàn toàn khác biệt, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa lệ, lại cho người ta một loại cảm giác nặng nề, vừa xuất hiện, liền như trời xanh rơi xuống, lưu tinh đánh tới, không thể ngăn cản. Kiếm không tệ, kiếm pháp cũng không tệ. Trương Huyền gật đầu, kiếm trong tay đối phương, Hẳn là một chuôi vũ khí không kém gì linh hư kiếm, ít nhất cũng đạt tới thánh khí thượng phẩm, hơn nữa người này lý giải kiếm, còn muốn cao hơn thủy thiên nhu, ít nhất đạt đến nửa bước chân giải. Khó trách có thể cùng anh vợ Lạc Huyền Thanh bất phân thắng bại, quả thực không thể khinh thường. Bất quá loại thực lực này, dù kinh người, nhưng ở trước mặt thánh vực bát trọng thanh long thú, vẫn không đáng chú ý. Móng vuốt tiếp tục tiến lên, không thèm quan tâm kiếm khí đầy trời, nhẹ nhàng nắm chặt. Bành kiếm khí tan thành mây khói, trường kiếm ông một tiếng, bay ngược ra ngoài, cắm ở trên vách đá, trương tuần phun ra máu tươi, xương sườn gãy mất bảy tám cái, trên thân máu tươi chảy đầm đìa. Đồng loạt ra tay, giúp ta chặn nó lại. Biết tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng bị đánh chết ở đây, trương tuần giống to. Tốt, bốn thanh niên cùng hắn tới đồng loạt bay lên. Bốn người này, đều giống như đám người viên hiểu, đạt đến thánh vực thất trọng, liên hợp lại, cho dù đối diện thanh long thú, cũng có thể chiến một trận. Hô! Năm đại cao thủ liên hợp chung một chỗ, tuôn ra lực lượng, lập tức ngưng tụ thành dây thừng ánh sáng, rơi xuống đỉnh đầu của thanh long thú. Chân khí tác, bọn họ quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Thấy chân khí của mọi người tạo thành dây thừng, bích hồng âm hừ lạnh một tiếng. Chân khí tác là cái gì? Trương Huyền nhìn qua, là một loại phương pháp mà thuần thú sư cao cấp thường dùng, tập hợp lực lượng rất nhiều người, dùng chân khí ngưng tụ thành dây thừng, một khi bị bắt lại, coi như thánh thú thánh vực bát trọng cũng khó có thể chạy trốn. Bích Hồng âm nói, không ít thuần thú sư cao cấp, đều là dùng loại phương pháp này bắt thánh thú trở về, ân uy cùng tồn tại, sau đó lại nghĩ biện pháp thuần phục. Phần Phật, đang khi nói chuyện, năm đại cao thủ hình thành chân khí tác rơi vào trên đầu thanh long thú. Nổi giận gầm một tiếng, móng vuốt của địa ngục thanh long thú nâng lên, xé ra hai bên. Bành, chân khí tác nổ tung, năm đại cao thủ đồng thời cảm thấy ngực khó chịu, bị cự trùy đánh trúng, từng cái đều từ không trung rất xuống. Năm người liên thủ, thế mà cũng không phải đối thủ của địa ngục thanh long thú. chương 2566, đơn đấu AH. 1. Đây là thánh vực bát trọng. Nhìn trên không, đối mặt năm đại cao thủ, địa ngục thanh long thú vẫn thành thạo, mảy may không thèm để ý, lạc huyền thanh tràn đầy hâm mộ. Cường giả thánh vực bát trọng, lĩnh ngộ động hư lực lĩnh vực phóng ra tựa như động thiên thuộc về mình quả thực không phải dựa vào nhiều người liền có thể chiến thắng dù đám người trương thuần đều là cao thủ đỉnh phong trong thánh tử điện nhưng so sánh với nó vẫn kém quá nhiều quả thực rất lợi hại trương huyền cũng không nhịn được cảm khái vốn cho rằng vừa rồi người này ra tay với hắn đã dùng toàn lực hiện tại xem ra khả năng ngay cả một phần người thực lực cũng không có lấy ra nếu không căn bản không chờ mình tế ra xương ngón tay ngoan nhân, đã bị đập thành bánh thịt. Nếu có loại thực lực này, lại đi lạc ra cầu hôn, hẳn là sẽ đơn giản hơn không ít. Mắt trương huyền sáng lên. Mặc dù thánh vực bát trọng, ở thánh nhân quý tộc như lạc gia cũng không tính là gì, nhưng thực lực như vậy đã đứng ở đỉnh phong đại lục, lại thêm vừa mới 20 tuổi, hẳn là sẽ để đối phương chú trọng. rầm dầm rầm đang cảm khái, địa ngục thanh long thú liên tiếp ra tay, bốn người về sau gia nhập, cũng giống như Trương Thuần, từng cái treo ở trên vách đá, như là lạp xưởng Tiểu tử, dùng thú sủng chiến đấu với chúng ta, tính là anh hùng gì? Có dám cùng ta đơn đả độc đấu hay không? Biết tiếp tục bị đánh như vậy, không chết cũng tàn phế, hàm răng của Trương Thuần cắn chảy ra máu. Đơn đả độc đấu, người đường đường cường giả thánh vực thất trọng đỉnh phong, cùng ta một thánh vực ngũ trọng đơn đấu. Trương Huyền cười nhạo. Mặc dù hắn nắm giữ thực lực vượt cấp chiến đấu, nhưng so sánh với thánh vực thất trọng đỉnh phong, vẫn kém một đoạn rất lớn. Đã không phải là đối thủ, tại sao phải đơn đấu? Tìm tai và ư, ta đè thấp tu vi cùng ngươi chiến đấu. Trương Tuần vội nói, Trương Huyền nâng mí mắt lên. Không rảnh, làm thuần thú sư, thú sủng cũng là một bộ phận thực lực của bản thân, đã không cần ra tay, cũng có thể ngược bọn hắn chết đi sống lại, thì không cần phải tự thân lên chàng Trương Thuần tức sắp nổ tung, có chút phát điên. Thân là siêu cấp thiên tài của Trương gia, bất kể ở gia tộc hay ở Thánh Tử Điện, đều thuận dòng thuận gió, lúc nào nhận qua loại oan ức này. Ngươi không dám. Nắm đấm siết chặt, con mắt đỏ lên. Thanh Long thú quá mạnh, muốn chiến thắng, tuyệt đối không thể, xem như thi triển lực lượng huyết mạch, nhiều nhất chỉ có khả năng chạy trốn. Chỉ là lực lượng huyết mạch không thể tùy tiện thi triển, coi như hắn thiên phú mạnh mẽ, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vậy, phương pháp duy nhất giải quyết khốn cảnh trước mắt là đánh bại người này. Chỉ cần dụ hắn ra tay, trong nháy mắt chế ngự, không chỉ có thể báo khuất nhục, còn có thể để thanh long thú nghe theo mệnh lệnh, giáo huấn đám người lạc huyền thanh một lần. Nếu không bản thân ăn thiệt thòi lớn như thế, một khi đối phương tuyên truyền ra ngoài, còn có mặt mũi nào tiếp tục ở lại thánh tử điện. Đúng vậy nha, không dám. Trương Huyền gật đầu, Thân thể Trương thuần nhoáng một cái. Tu luyện giả khác, nhất là trẻ tuổi như vậy, vừa nghe đến loại lời này, khẳng định sẽ đỏ mắt xông lại, người này ngược lại tốt, vẻ mặt không quan trọng, còn một bộ lợn chết không sợ nước sôi, ta không dám ta kiêu ngạo. Sao ra mặt dày như vậy? Lạc Huyền Thanh cho ngươi cái gì? Ta cho ngươi y như vậy, chỉ cần ngươi tỉ thí với ta một trận. Hít sâu một hơi, Trương Tuần lần nữa nói, đối phương là Lạc Huyền Thanh mời tới, khẳng định cho thù lao không trông cậy vào đối phương có khả năng phản bội, chỉ cần có thể cùng hắn giao đấu một trận là đủ. Chỉ cần không cho ra hỏa kia ra tay, giáo huấn một tiểu nhân vật chỉ có suốt khiếu cảnh đỉnh phong, vẫn là nhẹ nhõm vui vẻ. Hắn cho ta một năm viên linh thạch tuyệt phẩm, nếu như ngươi có thể lấy ra, ta không chỉ có thể giao đấu với ngươi, mấy người các ngươi cùng tiến lên cũng được. Nghe được cho tiền, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trương Thuần nghẹn nói không ra lời mới vừa rồi còn nói không dám, mình vừa ra giá, liền lập tức tiếp nhận, còn muốn năm người bọn họ chung một chỗ, có thể đừng tham tiền như thế hay không? Tốt, ta cho ngươi năm viên linh thạch tuyệt phẩm, có điều bây giờ trên người ta không có, chỉ cần bằng lòng tỉ thí với ta, mặc kệ thắng thua, trở lại thánh tử điện đều sẽ xin gia tộc mang tới cho ngươi. Dù trương thuần tức sắp nổ tung, vẫn cắn răng nói, cái này nghe người này nói không có, trương huyền trần chờ một chút như vậy đi, người trước viết cái chứng từ, nói nợ ta năm viên linh thạch tuyệt phẩm, ta liền đánh với ngươi. Được, sợ hắn nuốt lời, Trương Thuần không có quá nhiều do dự, lấy ra giấy, cắn nát đầu ngón tay, rất nhanh viết ra một hàng chữ. Cái này dùng huyết dịch của ta viết, ẩn chứa lực lượng huyết mạch, không cách nào giả mạo. Nhận lấy giấy, Trương Huyền nhìn một cái, thấy đối phương không có đùa nghịch thủ đoạn, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn về phía thanh long thú ở trên không thả bọn hắn ra. Gió, thanh long thú lên tiếng, tinh thần buông lỏng, động hư lực vây khốn đối phương tản ra. Hô 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 hô, năm người lắc lư một cái, hạ xuống một nửa, cuối cùng vẫn ổn định thân hình ở trên không trung. Cho, lấy ra một bình đan dược, đổ ra năm viên, cho mỗi người một viên, bản thân cũng ăn một viên, lúc này Trương Thuần mới cảm thấy hóa giải không ít. Thanh long thú quá mạnh, cho dù năm người bọn họ liên thủ, cũng kém quá xa. Chương 2567, đơn đấu AH. 2. Đè thấp tu vi đi. Mặc cho bọn họ điều chỉnh một hồi, lúc này Trương Huyền mới thản nhiên nói. Tốt. Thân thể nhoáng một cái, khí tức thánh vực thất trọng đỉnh phong của Trương Thuần nhanh chóng sụt giảm, rất nhanh liền giống như Trương Huyền, thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Mặc dù đè thấp tu vi, nhưng tinh khí thần lại hùng hồn hơn vừa rồi không ít, dường như thương thế cũng trong nháy mắt được làm dịu. Nếu tỷ thí, ta hy vọng có thể tuân theo ước định danh sư, ta sẽ không giải phong tu vi, người cũng không được để thanh long thú tiếp tục ra tay. Đi tới chỗ cách Trương Huyền không xa, Trương Thuần khẽ nói. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong mắt chợt lóe hàn mang, Trương Tuần lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hiện tại hắn sợ là sợ thanh long thú, chỉ cần người này không ra tay, một tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh mà thôi, lấy lý giải chiến đấu cùng thiên phú của hắn, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngược sát còn vì sao có khả năng thuần phục đại gia hỏa kia hẳn là mượn thủ đoạn đặc thù nào đó thuần thú sư lợi hại phương pháp rất nhiều cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực hắn không phải tin tưởng liền hắn đều không thể chiến thắng đại gia hỏa đối phương có thể đánh bên trên ngừng lại bắt đầu lật bàn tay một cái trương thuần liền muốn động thủ chậm đã trương huyền xua tay thế nào muốn đổi ý ngươi suy nghĩ nhiều, để bọn hắn cũng đè thấp tu vi lên đi, nếu không, ta sợ ngươi sẽ bị đánh thảm hại hơn. Vẻ mặt đồng tình nhìn qua, Trương Huyền lắc đầu. Không phải hắn xem thường đối phương, mà là cùng cấp bậc, khẳng định không phải đối thủ. Đã để người ta ghi giấy nợ, lại đánh không thành hình dáng, cũng không tốt lắm, dù sao hắn cũng là người có nguyên tắc, không dễ ức hiếp quá ác. Trương sư, Trương thuần không chỉ tiến bộ nhanh, cùng cấp bậc cũng hầu như vô địch lạc huyền thanh nhịn không được mở miệng có thể cùng hắn tranh đấu đến bây giờ thực lực không cần nghĩ cũng có thể biết bằng lòng đơn đả độc đấu hắn cũng có chút lo lắng một người khiêu chiến năm cái có phải quá tự đại hay không không sao cả trương huyền xua tay vừa mới củng cố xong tu vi còn không người luyện tập đối phương đã xông lên vậy liền thử một chút nhưng lạc huyền thanh nhíu mày còn nghĩ khuyên can chỉ thấy viên hiểu đi tới trước mặt trương sư làm như vậy khẳng định có đúng mực, không cần lo lắng. Một người độ kiếp, có thể độ tới lôi kiếp bị dọa chạy, cùng cấp bậc, ta cảm thấy trương thuần cũng chưa chắc có khả năng vượt qua. Thấy hắn còn có chút lo lắng, viên hiểu nói tiếp. Cũng đúng, bừng tỉnh hiểu ra, lạc huyền thanh không nói thêm lời, bất quá vẫn nhắc nhở mọi người một câu. Trương Tuần nói đơn đả độc đấu, có thể là muốn nhân cơ hội bắt Trương Sư, một lát nữa, một khi cảm thấy không đúng, trực tiếp xuất thủ cứu người. Ừm, hắn cùng Trương Tuần giao thủ nhiều năm, hiểu rõ bản tính của đối phương rất rõ ràng, lúc này nhẹ gật đầu. Đây là chính ngươi nói, còn hy vọng không được nuốt lời. Mặc dù tức sắp nổ tung, nhưng Trương Tuần cũng biết, đây là một cơ hội, hừ một tiếng, đồng thời truyền âm qua. Một lát nữa, ta chủ yếu phụ trách công kích, sẽ ở thời gian ngắn nhất chế ngự người này. Mà các ngươi thì phòng bị đám người lạc huyền thanh và thanh long thú cứu người chỉ cần có thể ngăn cản một cái hô hấp ta liền có thể bảo đảm để tiểu tử này không dám nói nhảm nữa nghe được hắn nói bốn người còn lại đều lặng lẽ nhẹ gật đầu bị một thú sủng cuồng đánh bọn họ cũng cảm thấy nhẫn nhịn một hơi phần phật thương nghị xong bốn người giảm thấp tu vi từ không trung rơi xuống trên mặt đất vây quanh trương huyền ở trung tâm bắt đầu đi nương theo tiếng hét lớn Năm người đồng thời ra tay. Mặc dù đều giảm thấp tu vi, nhưng dù sao cũng là thánh vực thất trọng, càng là thiên tài trong thiên tài, lý giải tu luyện hòa vào cốt tủy, vừa động thủ, chân khí trong nháy mắt che kín sơn cốc, trong tích tắc, kiếm khí, đao khí. Tập hợp như mưa, nhào nhào rơi xuống, để cho người ta ngay cả địa phương tránh né cũng không có. Thật mạnh! Con người có rụt lại, thân thể đám người lạc huyền thanh căng thẳng. Năm người này vì đối phó thanh long thú, trước thời hạn liền phối hợp qua trận pháp, đã đạt đến cấp 8, dù hiện tại đè thấp tu vi đến suốt khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng cấp bậc trận pháp không thay đổi, liên hợp lại, thánh vực thất trọng sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhóm chém giết. Trương Sư, không có sao chứ? Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn năm người liên thủ, đừng nói đè thấp đến suốt khiếu cảnh đỉnh phong, coi như thánh vực lục trọng đỉnh phong, cũng không có tự tin có khả năng chạy ra. Thời điểm mọi người ở đây, chân khí trong cơ thể vận chuyển bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ cứu người trong chân khí đầy trời một thanh âm nhàn nhạt vang lên đây là lực lượng liên thủ của các ngươi thanh âm mang theo nghi ngờ ngay sau tràn đầy thất vọng cái thứ gì nha thình thịt thình thịt bành bành liên tiếp năm tiếng giòn vang ngay sau đó kiếm khí đao khí biến mất năm đại cao thủ giống như quả bóng bay lên từng cái khảm nạm ở trong vách đá máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy ra trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đầu lâu nghiêng một cái, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Cái này, đám người Lạc Huyền thanh trợn mắt, vội vàng nhìn về phía thanh âm vang lên, chỉ thấy Trương Huyền nhếch miệng, một bên vỗ tay, một bên đi tới bên này, biểu lộ tịch mịch như tuyết, như nói đám người kia quá yếu. Chương 2568, vặn vẹo không gian một. Nói thật, Trương Huyền quả thực rất thất vọng. Vốn cho rằng Trương thuần kia xem như thiên tài Trương gia, cộng thêm bốn vị cao thủ còn lại, dưới tình huống cùng cấp bậc, có thể cùng hắn chiến một trận, chân chính giao thủ mới hiểu được, kém quá nhiều. Trước đó, đơn thuần chân khí tu luyện tới xuất khiếu cảnh sơ kỳ, liền có thể thuận lợi thông qua thông đạo chữ xác giờ phút này, thân thể, vu hồn tất cả đều tương đương, dù đám người trương thuần thiên tài, nhưng tới so sánh, vẫn kém một đoạn rất lớn. Bọn họ tỉnh lại, đoán chừng phải sau một ngày một đêm, yên tâm, ta sẽ để thanh long thú trông coi, không cho thánh thú khác làm bị thương vặn eo bẻ cổ trương huyền đi tới trước mặt đám người hiện tại rảnh rỗi nhanh đi tìm động hư hồ lô mặc dù trong lòng khó chịu trương gia nhưng còn không đến mức đẩy đối phương vào tử địa mặc cho hôn mê ở đây mà nói không bao lâu sẽ bị thánh thú ăn tương đương với gián tiếp giết người để thanh long thú bảo vệ thứ nhất không có thánh thú dám đến làm loạn thứ hai coi như tỉnh cũng không dám lại vào sân động tốt đè nén nội tâm khiếp sợ lạc huyền thanh nhẹ gật đầu trương thuần tranh đấu nhiều năm như vậy liền bị đánh ngất xỉu như thế vị bằng hữu hôm qua mới nhận biết kia thật đúng là không đơn giản trương thuần ăn thiệt thòi lớn như thế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ trở lại thánh tử điện tốt nhất cẩn thận một chút nếu quả thật tới tìm ngươi phiền phức nhất định phải thông báo một tiếng ta tới xử lý một bên đi về phía hang núi một bên truyền âm hắn biết trương thuần làm người mặc dù thân là tử đệ gia tộc danh sư bát tinh trung phẩm sự tình hạ lưu sẽ không đi làm nhưng lấy lực lượng cùng năng lực của hắn ở thánh tử điện muốn khó xử một người vẫn dễ như trở bàn tay coi như không làm khó dễ để danh tiếng quét rác cũng rất đơn giản đối phương vì giúp hắn ra mặt đắc tội tên kia về sau khẳng định phiền phức không ít trương huyền gật đầu thật ra thì giáo huấn người này là bởi vì đối phương có ý nghĩ xấu với nhược hy có điều nếu là bởi vậy lôi kéo được anh vợ, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó Lạc Huyền Thanh chỉ coi hắn thành một bằng hữu có thiên phú bình thường, mà bây giờ đã trở thành hảo hữu. Dù hiện tại vẫn không phải thời cơ tốt nhất hỏi thăm Lạc Nhược Hy, nhưng hai người rút ngắn quan hệ, về sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao thực lực bây giờ không mạnh, thân phận điện chủ cũng không có công bố, từ từ lôi kéo quan hệ, cũng không cần gấp. Không còn thanh long thú uy hiếp, mấy người tiến vào hang núi rất mau. Cửa hang chật hẹp, bên trong sáng tỏ thông suốt, toàn bộ hang núi mang lấy vết nứt ngọn núi, tầng tầng lớp lớp, không biết lan tràn bao sâu, không nhìn thấy phần cuối. "Huyền Thanh, nơi này ta vừa rồi nhìn kỹ một lần, vẫn không phát hiện bất kỳ đặc thù gì a." À. Viên Hiểu nhìn qua nói. "Vừa rồi thời điểm tìm kiếm thanh long thú, thuận tiện nghiên cứu nơi này một lần, chỉ là hang động bình thường, cái gì cũng không có." người thì sao có phát hiện gì không vẫn không trả lời lạc huyền thanh nhìn về phía vân liên hải ở cách đó không xa vị này thân là tầm bảo sư đối với bảo vật trời sinh mẫn cảm có lẽ có khả năng cảm thấy khác biệt ta thử một chút nhắm mắt lại hít sâu một hơi tinh thần của vân liên hải khẽ động một giọt máu tươi bay đến mi tâm ở giữa hai mắt giống như nhiều hơn con mắt thứ ba dò xét bốn phía một lát sau cũng lắc đầu không có phát hiện đây là năng lực tầm bảo, quả thực không cách nào học tập. Trương Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi dùng minh lý chi nhãn chuyên môn nhìn, đối phương là mượn lực lượng huyết mạch, tiến hành dò xét bảo vật có linh khí. Thật giống như la bàn dò xét nam châm, cho dù có trận pháp ngăn cách, cũng có thể tìm ra không đúng, phát hiện dị thường. Loại năng lực này, giống như cho có thể ngửi ra vật phẩm mất đi, thuộc về năng khiếu bẩm sinh, không phải tu luyện có thể làm được còn chưa từng nghe nói qua người nào thiên phú cao cuối cùng huấn luyện bản thân thành chó cảnh sát vốn còn muốn tìm cơ hội học tập hiện tại xem ra thật làm không được trương sư người có phát hiện gì không lạc huyền thanh nhìn qua những người khác cũng tràn ngập tò mò mấy ngày ở chung ngắn ngủi thanh niên tu vi không cao kia cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn cũng muốn nhìn một chút có phải có thể phát hiện cái gì hay không trương huyền không trả lời hít mắt lại Hoa Văn lặng lẽ hiện lên ở trong ánh mắt, nhìn sang bốn phía. Trận pháp không vận chuyển, Thiên đạo thư viện là không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào minh lý chi nhãn tiến hành dò xét. Rất nhanh cũng lắc đầu. Ta cũng không tìm được. Dù minh lý chi nhãn rất cường đại, nhưng bị giới hạn tu vi, không ít đồ vật bí ẩn là không thể nhận ra. Thật giống như ở phong thánh đài, cái gọi là không gian gấp cũng không tìm được. Đến cùng ở đâu? Lạc Huyền Thanh, cũng đừng thừa nước đục thả câu thấy hắn cũng không tìm được, bích hồng âm ở một bên nhíu mày, mở miệng nói. Cũng không phải là thừa nước đục thả câu. Lạc huyền thanh gật gật đầu. Nói thật, nếu chỉ mình ta, cũng tìm không thấy vị trí cụ thể, mà là muội muội ta, căn cứ địa hình, tìm ra địa điểm cụ thể của sinh môn đại trận, ta mới đến dò xét, có chỗ phát giác. Căn cứ địa hình tìm tới vị trí sinh môn của trận pháp. Đám người đồng thời hít một hơi khí lạnh vị tiểu công chúa này cũng quá nghịch thiên đi. chương 2569, vặn vẹo không gian 2. Nhìn địa đồ có thể đoán ra nơi này có di tích, đã rất đáng sợ, còn có thể tìm tới vị trí cụ thể. Đến cùng làm sao làm được. Đây là bản đồ muội muội ta chuyên môn giúp ta luyện chế, dùng cái này, liền có thể thuận lợi tìm tới hạch tâm trận pháp, đi vào di tích có động hư hồ lô. Lật bàn tay một cái, một ngọc bài lớn chừng bàn tay xuất hiện, ngón tay của Lạc Huyền Thanh nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo quang mang lóe lên, sương mù nhàn nhạt từ trong ngọc bài phát ra, bao phủ cả sơn động ở bên trong, trong sương mù, loáng thoáng vẽ lấy nham thạch, vết nứt như một bức tranh sơn thủy, chậm chạp cùng chân thực dung hợp lại với nhau, không thể phân biệt ra được nữa. Năng lực không gian thật mạnh, lông mày Trương Huyền nhảy một cái. Trong ngọc bài tỏa ra, thoạt nhìn như sương mù, không phải tranh thủy mặc, cũng không phải trận pháp, mà là một loại lực lượng không gian. Lấy không gian vẽ tranh, cùng thực tế dung hợp, không sai chút nào. Phần năng lực này cũng quá mạnh đi. Sương mù cùng hang núi dung hợp, ngọc bài từ trong tay lạc huyền thanh bay lên, trực tiếp bay tới đằng trước. Đám người theo sát, rất nhanh thì tới một vết nứt. Phía trước bị bức tường ngăn cản, như một thạch thất phong kín. Ngọc bài ngừng lại ở chỗ này, không ngừng xoay tròn. Trận pháp phía ngoài quá lớn, cái sinh môn này, sẽ liên tục di động cùng ta lại tới sẽ không giống như lần trước bất quá ngọc bài dừng ở chỗ này hẳn là không sai lạc huyền thanh nhẹ gật đầu trương huyền không nói gì minh lý chi nhãn nhúc nhích nhìn sang quả nhiên có không gian vặn vẹo lông mày trương huyền nhảy một cái xác định vị trí quả nhiên để hắn nhìn ra một chút không đúng dưới ngọc bài không gian có một địa phương nhỏ giống như hạt vừng xuất hiện vặn vẹo không xác định địa điểm mà nói coi như cẩn thận tìm kiếm, cũng khó mà phát giác. Dù sao vặn vẹo như vậy, một vài hóa phàm cảnh công kích tập trung ở một điểm, cũng có thể sinh ra, căn bản sẽ không để ý. Khó trách địa ngục thanh long thú, đường đường thánh vực bát trọng, ở đây không biết bao nhiêu năm cũng không có phát giác. Thực sự quá khó tìm. Khó tìm như vậy, chỉ bằng vào quan sát bản đồ, luyện chế ngọc bài, liền có thể tìm. Thực lực của lạc nhược hy, để hắn lần nữa cảm nhận được áp lực. Trước đó không biết thực lực, cảm thấy ưa thích, không có chút giữ lại nào, hiện tại loại thực lực này cũng không có biện pháp chống lại thông gia, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Mặc kệ khó khăn như thế nào, ta cũng sẽ quang minh chính đại lấy nàng về. Trương Huyền hít mắt lại, siết chặt nắm đấm. Ta vẫn không nhìn ra nơi này có đặc thù gì, người trực tiếp mở ra đi, chúng ta đi theo đằng sau là được. Nhìn vị trí ngọc bài dừng lại, đám người viên hiểu mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn thật lâu, vẫn không tìm được cái gì, thực sự nhịn không được lắc đầu. Tốt, cũng không nhiều lời, Lạc Huyền Thanh nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt máu hiện ra, liên tục nắm mấy cái thủ ấn, một cỗ lực lượng đặc thù rơi vào trên ngọc bài. Ông một tiếng, không gian vặn vẹo phía dưới lập tức xoay tròn, giống như khí lưu bị khuấy động. Tê lạp, không gian giống như bị xé nứt, lấy vị trí đó làm trung tâm, xoay tròn thành hình cái phếu, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đi vào đi, dường như tiêu hao cực lớn, vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh có chút trắng xám Tốt, viên hiểu gật đầu, không nói thêm lời, đi đầu nhảy vào cái phếu. Hắn phòng ngứa mạnh nhất, địa phương có nguy hiểm không biết, tự nhiên đi đầu tiến lên. Hô, thân thể của hắn chừng 2 mét, rơi vào trên cái phếu còn rất cao lớn, nương theo rơi xuống dưới, càng ngày càng nhỏ, trong khoảnh khắc liền biến thành mũi kim, rơi vào chỗ không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Cái này, lần đầu tiên thấy tình cảnh cổ quái như thế, mọi người đều nhíu mày. Đây là, diễn không thiên thư tứ trọng, cảnh giới sáng tạo. Trương Huyền thì nhăn mày lại. Viên hiểu nhảy vào vòng xoáy hình phếu, thoạt nhìn là người nhỏ đi, trên thực tế là không gian trồng chất, tầm mắt vặn vẹo, còn hắn thì không có phát sinh biến hóa. Thật giống như người đứng cách xa một mét, cùng khoảng cách xa một trăm mét, nhìn ở trong mắt, sẽ lớn nhỏ không đều vậy người ở hơn 100 mét, dù cao hơn 2 mét, mắt thường quan sát, cũng sẽ không lớn hơn hạt vừng quá nhiều. Tình cảnh trước mắt cũng là như vậy, cái phếu này theo bọn hắn nghĩ, khoảng cách chỉ có vài mét, hơn nữa phạm vi không lớn, trên thực tế lại ẩn giấu không biết bao nhiêu tầng không gian, khoảng cách chân chính, chỉ sợ đã vượt qua mấy cây số. Lấy không gian làm cơ sở, sáng tạo không gian ổn định, mà không thể phát giác. Người lưu lại động hư hồ lô này, thực lực mạnh mẽ, ít nhất đạt đến thánh vực cửu trọng hơn nữa lĩnh ngộ không gian cực cao mặc dù không bằng khâu ngô cổ thánh nhưng cũng vượt xa tu luyện giả bình thường trong lòng trương huyền cảnh giác khó trách trước đó minh lý chi nhãn cũng không thể phát giác loại năng lực không gian này thực sự là đáng sợ căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chạm đến đi chúng ta cũng vào đi thấy viên hiểu tiến vào những người khác không do dự nữa đám người bích hồng âm vân liên hải theo sát phía sau nhảy vào thấy hai người biến mất, Trương Huyền hít sâu một hơi, cũng nhảy vào. Hô, trong nháy mắt giống như từ trên cao rơi xuống, trực tiếp rơi xuống dưới. Trương 2570, người tại sao không phải em rể ta? Một, tiếng gió gào thét bên tai, rõ ràng vừa rồi bay lên chỉ có 2-3 mét, nhưng giờ phút này, lại giống như từ trên không trung mấy ngàn mét rơi xuống, không chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh, lực áp bách của không gian bốn phía cũng dần dần mạnh lên chỉ thấy hoa mắt chui vào không gian vặn vẹo như hạt vừng sau một khắc đã xuất hiện ở trên một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trời xanh mây trắng cỏ cây um tùm hít sâu một cái linh khí dư giả tựa như đứng ở trong linh mạch để cho tế bào toàn thân người ta kìm lòng không được nhảy lên thánh vực bát trọng quả thực không vào được vừa rồi không gian vặn vẹo cũng chỉ có thể để thực lực như bọn họ đi vào một khi đạt tới động hư cảnh liền sẽ sụp đổ cảm khái xong nhìn về phía trước chỉ thấy đám người viên hiểu đứng ở cách đó không xa, trong mắt mang theo mê man, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Trưởng lão Thánh tử điện cũng có không ít lĩnh ngộ không gian cực sâu, nhưng cũng chỉ là bố trí không gian gấp, làm tương tự hiện thực, hơn nữa linh khí nồng đậm như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vị tiền bối lưu lại di tích này, đã thu núi sông linh mạch vào, nếu không làm sao có thể dựng dục ra bảo vật như động hư hồ lô. Sau lưng vang lên thanh âm lạc huyền thanh cũng ở phía sau đi đến thu linh mạch vào không gian đám người viên hiểu đều líu lưỡi ngay cả trương huyền cũng cảm thấy khó tin không gian gấp hắn gặp qua không ít trên người mình cũng có một cái dưới tình huống bình thường đều ngăn cách với hiện thực thu linh mạch vào còn có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí loại thủ đoạn này quả thực quỷ phủ thiên công làm người ta sợ hãi thán phục lạc huynh có biết cường giả lưu lại di tích này là vị nào không Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Sắp đặt ra di tích lợi hại như vậy, coi như danh sư đại lục vài vạn năm qua cường giả vô số, cũng có thể lưu lại một trang nổi bật. Ai lưu lại, ta cũng không rõ lắm, có điều có lẽ liên quan đến khâu mô cổ thánh. Dừng lại một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Khâu ngô cổ thánh. Trương Huyền sướng sờ. Đúng vậy, vài vạn năm qua, lĩnh ngộ không gian cao minh nhất, trừ khổng sư cùng tổ tiên Lạc Gia Ta, cũng chỉ có khâu ngô cổ thánh, nơi này bố trí tinh diệu như vậy, càng trồng bảo vật vài vạn năm mới có thể thành thục như động hư hồ lô, trừ hắn. Thực sự nghĩ không ra đến cùng là ai? Lạc Huyền Thanh giải thích. Trương Huyền giật mình. Khó trách lúc tiến vào, cảm thấy không gian vặn vẹo bên ngoài, có thể dùng cảnh giới trong diễn không thiên thư suy đoán, náo loạn nửa ngày, cũng có thể là vị cường giả siêu cấp kia lưu lại. Lần trước cùng ý niệm của đối phương trò chuyện vô cùng vui vẻ, đáng tiếc thời gian không dài, lần này có khả năng nhìn thấy, tuyệt đối phải thỉnh giáo hắn mới được. Động hư hồ lô ngay ở phía trước, có điều có trận pháp ngăn trở, lần trước ta đi tới nơi này, nghiên cứu vài ngày, cũng không vào trong đó được. Lạc huyền thanh chỉ về phía trước, đám người dọc theo bãi cỏ màu xanh biếc đi thẳng về phía trước, quả nhiên thấy cách đó không xa trên bầu trời, một dòng sông dài treo lơ lửng, trong đó có một dây leo dài, phía trên kết một hồ lô màu xanh biếc. Kích thước không lớn, cũng nhìn không ra đặc thù, nhưng huyền phù ở trong trường hà để không gian bốn phía phát sinh vặn vẹo coi như ở trước mắt cũng không ngắt lấy được tựa như không ở cùng một thế giới ánh mắt mọi người sáng lên còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều nguy hiểm không nghĩ tới thứ này khoảng cách gần như vậy ta xem một chút viên hiểu tò mò tiến về phía trước một bước đang muốn bay lên ngắt lấy hổ lô đột nhiên lông tơ dựng đứng thân thể nhanh chóng lui về phía sau bất quá dù vậy cũng có chút muộn một đạo khí tức không biết từ đâu bắn đến, chớp mắt liền rơi vào trên ngực. Bành. Còn không kịp phản ứng, người liền bay ngược ra ngoài, rơi vào sau lưng đám người, lăn mấy chục mét mới dừng lại, khuôn mặt trắng bệch. Nếu không phải bản thân hắn phòng ngự mạnh mẽ, lại thêm phản ứng cực nhanh, chỉ sợ sớm đã chết ngay tại chỗ. Đây là trận pháp. Mọi người híp mắt, còn chưa tới trước mặt liền bị công kích, rất rõ ràng, Hồ Lô thoạt nhìn tiện tay có thể hái nhưng không phải dễ dàng lấy được như vậy chung quanh che kín đủ loại trận pháp lần trước ta đến là bị vây ở chỗ này không cách nào đi vào lạc huyền thanh gật đầu lần trước hắn tới dựa dẫm vào lĩnh ngộ không gian dù khoảng cách tiến lên dài hơn viên hiểu nhiều lắm nhưng cũng không cách nào tới gần hồ lô thật giống như món bảo vật này chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm trương sư có nhận ra đây là trận pháp gì không bích hồng âm nhìn qua đây không phải trận pháp. Trương Huyền lắc đầu. Không phải. Mọi người nghi ngờ. Không phải trận pháp, vậy làm sao có thể mới tới gần liền bị đánh bay. Là một loại vận dụng trên không gian, có chút tương tự phong ấn giam cầm dị linh tộc, thực lực càng mạnh, gặp phải phản kích càng lợi hại, nếu như không có tu vi, công kích liền không còn tồn tại. Trương Huyền giải thích. Vừa rồi viên hiểu đi qua, hắn liền dùng thư viện tra xét, cái trước mắt này, không thuộc một loại trận pháp, mà giống như hắn nói, là một loại vận dụng trên không gian. Đè thấp tu vi, nhíu mày, Lạc Huyền Thanh nhìn Viên Hiểu. "Ta thử một chút đi. Mặc kệ đúng sai, cũng nên có người thí nghiệm, Viên Hiểu bị thương, chỉ có thể hắn đi làm." Hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, thoạt nhìn không khác người bình thường. Tu vi đã tới loại cảnh giới như hắn, chân khí núp ở trong đan điền, không tiết ra ngoài mảy may, không khác thường nhân. Hơn nữa đối phương dùng rõ ràng là một loại bí pháp đặc thù, áp chế tu vi càng thêm triệt để, nếu không phải biết trước, ngay cả Minh Lý Chi Nhãn cũng nhìn không ra. Phương pháp thật là cao minh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chương 2571, người tại sao không phải em rể ta? Hai. Hắn gặp qua không ít đè thấp khí tức, nhưng ở dưới Minh Lý Chi Nhãn, đều sẽ lộ ra nguyên hình, lộ rõ bí pháp này của đối phương, ngay cả mình cũng nhìn không ra, có thể xưng kinh khủng. Đây là tổ tiên sáng tạo ra bí pháp, dùng để sáng tạo không gian gấp, phòng ấn lực lượng, thần thức cũng dò xét không ra. Thấy ánh mắt mọi người khiếp sợ, Lạc Huyền thanh giải thích. Ừm. Trong lòng khen ngợi, Trương Huyền nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng. Sau khi đi vào, mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng không thể vận dụng lực lượng, nếu không, lực lượng càng mạnh, gặp phải bài xích sẽ càng lợi hại. Không gian trước mắt này, giống như khối gỗ nổi trên nước, ép càng hung ác tốc độ bắn lên sẽ càng nhanh lực lượng phản kích sẽ càng lớn chỉ có lực lượng người bình thường tiến vào bên trong mới sẽ không bị công kích ừm lạc huyền thanh nhẹ gật đầu cắn răng một cái đi thẳng về phía trước phong ấn tu vi quả nhiên không có gặp phải công kích có điều mới đi mấy bước vẻ mặt liền trở nên trắng bệch hình như gặp đồ vật khó tin gì mang theo sợ hãi tuyệt đối không nên thả ra phong ấn thấy hắn như vậy trương huyền nhíu mày Bất quá lời còn chưa dứt, liền thấy vị anh vợ này không nhịn được nữa, chân khí trong cơ thể phun ra ngoài. Âm ầm, một tiếng nổ vang kịch liệt, giống như viên hiểu vừa rồi, ngã bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu tươi, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Lạc huynh, vội vàng đi tới trước mặt, lấy ra một viên thuốc chữa thương ẩn chứa thiên đạo chân khí đưa tới. Ăn dược vật vào, thương thế dịu đi một chút, Lạc Huyền Thanh mở mắt ra, lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ áy náy ta không sao. Vừa rồi đã dặn dò, không thể thả ra lực lượng, sao ngươi? Trương Huyền nhíu mày. Hắn đã nói, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải áp chế tu vi, không được phóng ra, lúc này mới đi vào hai ba cái hô hấp, liền bị ném ra. Tâm tính quá không trầm ổn đi. Bên trong có huyến cảnh, ta nhìn thấy, có người bắt nạt muội muội ta, cho nên nhìn không được. Lạc Huyền Thanh có chút xấu hổ. Lúc đầu nghĩ, đi vào nơi này, nhất định phải khống chế lực lượng của mình, nhưng tận mắt thấy muội muội bị bắt nạt, vẫn còn có chút nhịn không được. Trương Huyền mỉm cười, không hổ là sủng muội cuồng ma, biết rõ là huyễn cảnh cũng nhịn không được. Thực lực của tiểu công chúa lợi hại hơn ngươi nhiều, nàng bị bắt nạt, ngươi ra tay có thể có ích lợi gì? Bích Hồng Âm ở một bên bĩu môi. Biểu lộ của đám người Vân Liên Hải cũng giống nhau. Tiểu công chúa, không chỉ thiên phú mạnh, thực lực bản thân xuất chúng, càng quan trọng hơn là, Luyện hóa tính không châu, nhất niệm vận chuyển, không gian phong bế, thánh vực cửu trọng cũng có thể vì tiện nghiền ép, hắn chỉ là thánh vực thất trọng, có thể có ích lợi gì? Coi như muốn bảo vệ, cũng là đối phương bảo vệ ngươi đi. Thực lực của ta không bằng muội muội, nhưng mà nếu có người dám khi dễ nàng, ta sẽ liều tính mạng bảo vệ. Trong mắt Lạc Huyền Thanh mang theo dịu dàng, mẫu thân chết sớm, chỉ có muội muội là để ta lo lắng, quyết không cho phép nàng chịu oan ức. Cũng bởi vì như vậy, người mới có định ý với trương gia trương huyền nhìn qua phải tiểu thiên tài chó má gì kia của trương gia dựa theo thuyết pháp bên ngoài huyết mạch tinh thuần quả thực xứng với muội muội ta nhưng quá tự đại từ khi thông ra một lần cũng không có xuất hiện quả thực ngạo mạn đến cực điểm loại người này làm sao không để cho người ta tức giận lạc huyền thanh cũng không phủ nhận khẽ nói người này quả thực ngạo mạn nhớ tới ra hỏa cướp bạn gái của mình kia Trương Huyền cũng một bụng lửa giật, nhịn không được hùa theo. Nếu hắn cùng Lạc Nhược Hy có hôn ước, khẳng định đã sớm hấp tấp chạy ra ngoài, tuyệt sẽ không giống đối phương, tự cho mình thanh cao, giả vờ giả vịt. Đúng vậy, Lạc Huyền thanh nổi giận đùng đùng. Nếu như để ta nhìn thấy, nhất định đập nát đầu của hắn. Không sai, bàn tay lớn vẫy một cái, Trương Huyền nghĩa chính ngôn từ. Tính ta một người, thật muốn nhìn thấy, ta cũng đánh hắn tới răng rơi đầy đất cái này nhìn hai người lòng đầy căm phẫn thở phi phò viên hiểu bích hồng âm hai mặt nhìn nhau đều có chút choáng váng nhất là nhìn về phía trương huyền tất cả đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lạc huyền thanh lo lắng cho muội muội của mình trôi qua không hạnh phúc người một ngoại nhân lẫn vào làm cái gì mấu chốt còn tức thành như vậy cần gì phải chứ viên hiểu nhịn không được nữa nhìn lại Khổ khổ. Trương sư, hình như tiểu thiên tài Trương gia không có đắc tội người a. À. Ta Trương Huyền sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Ta là ấm ức thay Lạc, Lạc huynh, Lạc huynh là người tốt như vậy, cũng tức thành như thế, người này tuyệt đối là tiểu nhân vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ. Loại người này, thân là danh sư, có trách nhiệm giáo huấn một lần, để hắn biết trời cao đất rộng. Cái này, mọi người nhìn nhau. Mặc dù nói không có vấn đề gì, nhưng vì sao cảm giác quái như thế nhỉ? Lạc Huyền Thanh cũng sướng sờ, nhìn qua, thấy hắn là thật tức giận, mà không phải cố ý làm bộ, trong lòng nhịn không được cảm khái. Anh em tốt ha à hát, người tốt như vậy, tại sao không phải em rể của ta chứ? chương 2572, Diễn Không Thiên Thư Đệ Tam Trọng một Viên Huynh cùng Lạc Huynh đều bị thương, các người chăm sóc một chút, ta vào xem. Biết nói tiếp, khẳng định sẽ lộ tẩy, Trương Huyền vội vàng nói sang chuyện khác. Vẫn là ta tới đi. Bích Hồng âm tiến về phía trước một bước. Ta am hiểu huyễn cảnh cùng nguyên thần công kích, linh hồn phòng ngự hơi mạnh hơn một chút, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cũng tốt. Trần chờ một chút, Trương Huyền gật đầu. Cẩn thận huyễn cảnh, tuyệt đối không nên vận dụng thực lực. Không gian mới vừa rồi để viên hiểu, Lạc Huyền Thanh bị thương, cũng không phải là một chỉnh thể, coi như hắn dùng thư viện, Hai lần nhìn thấy cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu không khẳng định vừa rồi liền biết có huyến cảnh, mà tiến hành nhắc nhở, nàng đã muốn đi vào, vừa vặn có thể nhìn nhiều một chút, có càng nhiều tham khảo. Ừm, nhẹ gật đầu, Bích Hồng Âm cũng phong ấn tu vi. Pháp quyết phong ấn của nàng không bằng Lạc Huyền Thanh, Minh Lý Chi Nhãn có thể rõ ràng nhìn ra, có điều không có chân khí, trận pháp bình thường cảm giác không nhạy cảm như vậy, hẳn là khó có thể phát giác. Hô nữ hải đi thẳng về phía trước đi tới địa phương vừa rồi lạc huyền thanh cùng viên hiểu bị công kích cũng giống như nhìn thấy cái gì ngừng lại không nhúc nhích cẩn thận vân liên hải nhịn không được nói không cần hô vô dụng chỗ kia không chỉ thanh âm truyền không qua ngay cả thần thức cũng không thể xuyên thấu lạc huyền thanh lắc đầu thần thức cũng không thể xuyên thấu trương huyền nhíu mày thần thức lan tràn ra quả nhiên phía trước không xa giống như rơi vào một thế giới khác không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Rõ ràng nhìn một cái liền có thể nhìn thấy, lại giống như cách xa nhau hai thế giới. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Bích Hồng Âm tiếp tục đi ra một bước, bất quá vẫn nhịn không được, chân khí trong cơ thể xoay chuyển, giống như hai người trước, ngã bay ra ngoài. Thế nào? Trương Huyền đi tới trước mặt. Ta tiến vào bên trong, dường như bị truyền tống đến một không gian khác, nhìn thấy một thánh thú, bốn phía tàn sát, khắp nơi ăn người mới nhịn không được ra tay. Sắc mặt bích hồng âm đỏ lên, giải thích. Lúc đầu nàng có thể nhịn được, nhưng chờ mắt nhìn một đứa bé bị thánh thú cắn rơi đầu, thực sự làm không được. Bị truyền tống, ngươi ở yên tại chỗ không động a hát. Vân Liên Hải nói, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bích hồng âm đứng ở cách đó không xa, nơi nào cũng không có đi, làm sao có khả năng nhìn thấy thánh thú cùng hài tử. Thần thức cũng không thể dò xét, chúng ta lại có thể nhìn thấy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngắt lời hắn lạc huyền thanh nói cái này vân liên hải sửng sốt có đôi khi con mắt nhìn thấy chưa hẳn là thật thật giống như hải thị thận lâu rõ ràng thấy có vô số nhà cao tầng ngay ở cách đó không xa nhưng trên thực tế lại là giả tu luyện giả càng tin tưởng thần thức của mình bởi vì thần thức là tinh thần lan tràn tuyệt sẽ không nhìn lầm tình cảnh hiện tại thần thức không thấy được mắt thường lại rất rõ ràng chẳng lẽ liền có thể bảo đảm đây là sự thực vân huynh người cảm thụ một chút động hư hồ lô kia có phải thật hay không đột nhiên trương huyền mở miệng tốt vân liên hải nhẹ gật đầu vừa rồi nhìn thấy hình ảnh đám người bích hồng âm lạc huyền thanh có thể là giả động hư hồ lô ở trên không cũng chưa chắc là thật huyết dịch bay ra mi tâm như nhiều hơn một con mắt quan sát về phía hư không một lát sau lắc đầu ta cảm giác không thấy khí tức bảo vật cảm giác không thấy. Vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh trở nên trắng bệch. Vì động hư hồ lô này, chuẩn bị không biết bao lâu, nếu là giả, chỉ là huyễn tượng, vậy mình thật sự khóc. Ta qua xem một chút. Trương Huyền nhíu mày, cũng phán đoán không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, đành phải mở miệng nói. Tình cảnh trước mắt vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, xem như hắn cũng cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ sợ chỉ có tự mình đi qua nhìn một chút, mới có thể có đáp án. Cẩn thận một chút, biết thanh niên trước mắt này thủ đoạn rất nhiều, Lạc Huyền Thanh dặn dò một tiếng. Ừm, Trương Huyền lên tiếng, hít sâu một hơi, áp chế tu vi lại, nhấc chân đi vào trong. Phương pháp hắn phong ấn tu vi, dù không cao minh bằng Lạc Huyền Thanh, nhưng hắn tu luyện thiên đạo chân khí, thật muốn che giấu, thánh vực cửu trọng cũng không thể phát giác, những người khác càng đừng suy nghĩ. Hô, chương 2573, diễn không thiên thư đệ tam trọng 2. Tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy trước mắt trắng xóa, thần thức lan tràn, vẫn giống như trước đó, kéo dài đến khoảng cách cực xa, lại không nhìn thấy cái gì, hình như đi tới một nơi hoang dã, trừ thiên địa, chỉ có một mình hắn. Mới vừa tách ra đám người lạc huyền thanh, đã biến mất không thấy gì nữa, như căn bản không có xuất hiện qua. Quả nhiên quỷ dị, lông mày nhíu một cái, trương huyền tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó một vùng núi xuất hiện trước mắt. Thác nước, đầm nước, Tiếng nước róc rách Đây là... Nhìn một cái, trái tim nhịn không được nhảy lên kịch liệt. Nơi này, lúc trước hắn tới qua, chính là địa phương lần đầu tiên gặp được Lạc Nhược Hy. Huyễn Vũ Sơn Mạch. Ở đây, thấy được vô số linh thú xông lại, còn tưởng rằng là muốn gây bất lợi cho nàng, vọt thẳng lên, hai người cứ như vậy quen biết hiểu nhau. Vội vàng nhìn về phía thác nước, quả nhiên thấy một thân ảnh yên tĩnh đứng, như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt nữ hài xinh đẹp như hoa sen xuất trần không nhiễm, điềm tĩnh thản nhiên, dường như sự tình gì cũng không liên hệ tới nàng. Nhược Hi, trái tim nhảy một cái, Trương Huyền cực kỳ kích động. Vốn cho rằng đi tới thánh tử điện liền có thể nhìn thấy, nhưng theo biết càng nhiều, càng minh bạch áp lực trên người, ngược lại không dám gặp. Mặc dù như thế, trong lòng nhớ nhung lại không yếu bớt chút nào, càng thêm nồng đậm. Không đúng, đây là huyễn cảnh. Nắm đấm siết chặt, cô nén ý định tiến lên, hô hấp dần dần bình phục lại. Bản thân đang tìm động hư hồ lô, không có khả năng đi đến huyến vũ sơn mạch, càng không có khả năng lần nữa nhìn thấy lạc nhược hy, cũng nói rõ, đây là giả, coi như không phải huyến trận, cũng có thể liên quan đến không gian trồng chất, kinh nghiệm của bản thân trước đó bị phản chiếu ra. Siêu, trong lòng khôi phục lại bình tĩnh, đang muốn tiếp tục đi tới, một ánh sáng lăng lệ bất ngờ xuất hiện, thời gian nháy mắt, liền đến trước mặt lạc nhược hy trong nháy mắt đâm thủng nàng. Ngay sau đó một thanh niên khuôn mặt bị ổi xuất hiện ở sau lưng nữ hài. Gia tộc an bài ngươi gả cho ta, ngươi lại dám ưa thích người khác, đã như vậy. Liền chết đi cho ta. Trong mắt mang theo điên cuồng, dung mạo của thanh niên thoạt nhìn có chút giống Trương Thuần, nhưng chẳng biết tại sao, lại cùng hắn có chút tương tự. Tiểu thiên tài Trương gia con người Trương Huyền co rụt lại, cắn răng. Người này khẳng định là thiên tài Trương gia dám động thủ với nhược hy quả thực tự tìm cái chết chân khí trong cơ thể chấn động vừa định giải phong thư viện trong đầu đột nhiên nhoáng một cái hình như có thanh âm hoàng trung đại lữ vang lên ở bên tai thân thể trở nên băng lãnh lần nữa kịp phản ứng là huyễn cảnh tâm cảnh nhanh chóng vận chuyển khôi phục cảnh giới tâm như chỉ thủy lần nữa nhìn về phía trước tiểu thiên tài không thấy lạc nhược hy cũng không thấy thậm chí toàn bộ sơn mạch cũng không thấy vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa nguy hiểm thật trên đầu trương huyền tràn đầy mồ hôi lạnh biết rất rõ ràng là huyễn cảnh nhưng nhìn thấy lạc nhược hy bị thương vẫn không nhịn được muốn động thủ người lưu lại di tích này không chỉ nắm giữ không gian cực mạnh nắm giữ nhân tâm cũng đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm nhờ có thư viện nếu không sợ rằng sẽ giống như đám người lạc huyền thanh bị trực tiếp đánh ra trương huyền thở phào nhẹ nhóm tiếp tục nhìn về phía trước đang muốn tiến lên thân thể đột nhiên xuất hiện cảm giác mất trọng lượng kịch liệt, như từ không trung hạ xuống, bốn phía không khí nghẹn ngào. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy người ở trên không trung, phía dưới mặt đất càng ngày càng gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hiện tại hắn áp chế tu vi đến cảnh giới như người bình thường, rơi xuống như vậy, tất nhiên sẽ ngã chết, chân khí trong cơ thể bị phong ấn dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, duy trì phi hành. Là huyễn cảnh, áp chế khí tức lại, Trương Huyền chậm rãi nhắm mắt. Nếu như không trải qua chuyện vừa rồi, khẳng định sẽ nhịn không được, mà bây giờ, tâm cảnh có tăng lên, lại không bối rối giống như trước đó. Thật muốn vận dụng chân khí, tốc độ phản kích sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó, coi như phòng ngự mạnh hơn, cũng sẽ bị chấn thất khiếu chảy máu, không chết cũng rơi nửa cái mạng. Hô, không buồn không vui, tâm như chỉ thủy, quả nhiên không thấy tiếng gió gào thét cùng cảm giác rơi xuống nữa, lần nữa mở mắt, phát hiện vẫn đứng tại chỗ, đồng thời không có nhúc nhích. Không gian có thể sinh ra hiệu quả huyến trận, đây chính là chưa hề nghĩ tới. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn lý giải trận pháp, đạt đến bát tinh đỉnh phong, học tập diễn không thiên thư, cũng đạt tới cảnh giới cao thâm, dựa theo tình huống bình thường, không gian gấp bình thường đã giữ không nổi hắn, nhưng nơi này có thể để cho tinh thần thất thủ, không phát giác ra dị thường, nắm giữ không gian mạnh mẽ làm người ta tắc lưỡi minh lý chi nhãn chiếu xuống không gian chung quanh giống như tổ ong từng ngăn chứa không lớn tập hợp chung một chỗ lại tựa như nước chảy chậm rãi chảy xuôi tiến vào bên trong liền sẽ chịu ảnh hưởng nguyên thần cũng không thể chạy trốn không gian là một loại sóng văn cùng tần số chỉ cần tìm được liền có thể vận dụng nội dung của diễn không thiên thư chảy xuôi ở trong đầu thì ra là thế không biết qua bao lâu ánh mắt sáng lên, bộ phận không thể nào hiểu được trong thiên thư, cùng ngăn chứa trước mắt dung hợp lại, để hắn bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó học tập diễn không thiên thư, là bởi vì dung hợp nội dung trong cổ tịch lại thêm tu vi có hạn, không cách nào tìm hiểu cao hơn, giờ phút này thực lực đạt tới suốt khiếu cảnh đỉnh phong, kết hợp cảnh tượng trước mắt, để hắn lĩnh ngộ không gian tiến thêm một bước. Khó trách có khả năng sinh ra huyến cảnh, không gian cũng có thể dùng trận pháp bố trí ra, được cho một loại trận pháp, tự nhiên có thể ảnh hưởng người suy nghĩ. Trương Huyền hiểu được, trận pháp có thể bố trí ra không gian, không gian tự nhiên cũng có thể bố trí thành trận pháp, ảnh hưởng suy nghĩ, để hắn nhìn thấy khát vọng nhất mà không thể được, rất dễ dàng. Lĩnh ngộ những cái này, đối với không gian xem như đạt tới nắm giữ đi. Phun ra một ngụm trọc khí, con mắt Trương Huyền sáng lên. Diễn không thiên thư đối với lĩnh ngộ không gian chia làm năm cảnh giới, theo thứ tự là xúc địa, xuyên toa, nắm giữ, sáng tạo, cùng hủy diệt. Xúc địa, tựa như có thể giảm bớt không gian, để cho tốc độ của người ta tăng nhanh. Xuyên toa, đạo lý đồng dạng nắm giữ không gian quen thuộc, tốc độ công kích sẽ giống như thuấn di, khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt mà thôi. Cảnh giới này đại thành, xem như gặp phải cường giả nhập hư cảnh, công kích cũng có thể xuyên qua lĩnh vực của đối phương, đi tới trước người, không còn bị không gian ảnh hưởng. Nắm giữ, thì là năng lực trưởng khống không gian nhất định, giống như không gian gấp, không cách nào vây khốn, thậm chí còn có thể nắm giữ lực lượng trong đó, tiến hành áp chế đối thủ. Còn sáng tạo và hủy diệt, hiện nay còn chưa hiểu, biết không nhiều, chỉ biết người lưu lại di tích này, khẳng định đã đạt đến, nhưng cụ thể sáng tạo như thế nào, lại nói không ra. Đạt tới tam cảnh, nơi này hẳn không giữ được ta nữa. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lý giải không gian đạt tới cảnh giới nắm giữ. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía không gian giống như tổ ong trước mắt, đã không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Đồ vật vừa rồi để hắn rơi vào huyến cảnh, như là trận pháp, cũng rõ mồn một trước mắt, tùy thời có thể phá hư. Ra ngoài đi, chân khí trong cơ thể bay lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Hắn xài bước ra, sau một khắc, đã xuất hiện ở trước mặt dòng sông lúc trước, hồ lô màu xanh biếc huyền phù ở trước mắt, tản mát ra khí tức cường đại chương 2574, Trương Huyền bị đánh một. Dòng sông là một linh mạch, trong đó linh khí nồng đậm giống như thực chất. Hồ lô liền treo ở phía dưới, hấp thu lực lượng, chậm chạp phát triển. Hái xuống, cầm tới là được. Trương Huyền thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn tấn cấp, chỉ cần siêu tập thiên đạo công pháp và đầy đủ linh thạch là được, mặc dù động hư hồ lô chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng ngược lại không lớn, còn không bằng dùng để kéo quan hệ. Đến lúc đó, chỉ cần Lạc Huyền Thanh giúp một tay nói tốt vài câu, so với mình liều mạng cố gắng cũng mạnh hơn nhiều. Cánh tay duỗi ra, bỗng nhiên bắt tới. Dù vẫn không vận dụng lực lượng, nhưng lĩnh ngộ không gian đạt đến diễn không thiên thư tam trọng, bàn tay chảo một cái, không gian bốn phía bị động lại, hồ lô giống như bị chụp vào lồng cá, lộ tuyến chạy trốn bị phong tỏa. Ngay thời điểm bàn tay sắp rơi vào trên hồ lô, đột nhiên, đồ vật màu xanh biếc trước mắt giống như tỉnh ngủ, bỗng nhiên lắc lư một cái. Tạch tạch, không gian phong tỏa lập tức nứt ra, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép tới, tựa hồ muốn chấn cánh tay của hắn thành bụi phấn. Ừm, con người co rụt lại, cũng nhịn không được nữa, lực lượng trong cơ thể lập tức kích hoạt, chân khí tuôn ra, tạo thành một bình chướng to lớn. Lĩnh ngộ đối với không gian tăng thêm, coi như giờ phút này vận dụng lực lượng, cũng sẽ không gặp phải công kích ô hồ. hồ lô trước mắt giấy ruộng một cái t lạp bình chướng tựa như giấy bị xé nứt xuất hiện vết rách to lớn ngay sau đó giống như núi lớn đập xuống hai tay trương huyền nghinh đón tiếp lấy chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt âm uhm. trương huyền bay ngược ra tầng tầng ngã xuống đất vẻ mặt trắng bệch lần nữa đứng dậy mới cảm thấy toàn bộ cánh tay mất đi chi giác xương cốt sắp vỡ nát hiện tại thân thể của hắn đã đạt đến nửa bước thánh khí thượng phẩm thánh khí trung phẩm chém ở trên người cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhẹ nhàng chấn động, liền cảm giác đau nhức kịch liệt, lực lượng của hồ lô đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Đáng ghét, thiên đạo chân khí vận chuyển, thương thế khôi phục lại, lần nữa nhìn về phía hồ lô cách đó không xa, trong mắt trương huyền đỏ hoe. Không tin không bắt được ngươi. Hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm mang hóa thành hoa sen bắn tới linh hư kiếm. Động hư hồ lô này đã có thể giúp người lính ngộ động hư cảnh, chỉ sợ cấp bậc không thấp, vừa rồi bị thiệt lớn, không dám chủ quan nữa, trực tiếp tế ra binh khí mạnh nhất. Xì xì xì. Linh hư kiếm vừa xuất hiện, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Không gian gấp vốn không có ổn định như ngoại giới, lại thêm hắn lĩnh ngộ không gian đạt tới tam trọng, coi như không cách nào phá vỡ ràng buộc của nơi này, nhưng để nó xuất hiện vặn vẹo trong nháy mắt vẫn rất dễ dàng. Hô! Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, hồ lô giấy ruộng một cái, giống như một da hỏa mông lớn đang khoe khoang phong tao. Âm! Um, lực lượng hùng hồn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kiếm khí vô cùng huy hoàng ngừng lại, giống như khối gỗ rơi xuống trên sắt thép, không cách nào tiến lên nữa. Cái này! Trương huyền nhíu mày! Dù không dùng chiêu số trong linh hư tam kiếm, chiêu này vẫn sử dụng kiếm đạo chân giải lại phối hợp linh hư kiếm, thánh vực thất trọng nhập hư cảnh sơ kỳ, cũng không dám chính diện ngăn cản. Đối phương chỉ bóp méo thân thể một cái, liền chặn lại, để cho mình làm công vô dụng. Cũng quá cường đại đi. Đi. Trương Huyền không giữ lại, 108 thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Siêu, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý phá hải, nương theo chân khí trong cơ thể hắn bị rút khô, hơn 100 thanh trường kiếm tập trung lại, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp bắn tới Hồ Lô trước mắt. Lạch cạch, Hồ Lô cũng cảm thấy chiêu này mạnh mẽ, giấy rùa càng thêm vui vẻ, bởi vì giấy rùa quá lớn, phốc một tiếng, từ trên dây leo rất xuống, chuyển phương hướng tiến lên đón. Rầm rầm rầm, cùng kiếm khí đối đầu, trong không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng, toát ra hào quang bảy màu. Nhất kiếm phá hải, dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Hồ Lô, hình như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì kiếm mang đinh đinh đương đương rơi vào phía trên, một chút bạch ấn cũng không lưu lại, trái lại tốc độ của hồ lô càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt, liền phá vỡ toàn bộ kiếm chiêu. Mạnh như vậy, con người của Trương Huyền Thu hẹp, lông tơ nổ lên. Hiện nay nhất kiếm phá hải là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, toàn lực thi triển, gặp phải đám người viên hiểu cũng không có sợ hãi quá lớn. Nhưng tuyệt chiêu lợi hại như thế, liền bị phá giải nhẹ nhõm như thế, để hắn cực kỳ khó tin. Quá cường đại đi. Bất quá đối phương dường như không cho hắn thời gian suy tính, phá vỡ nhất kiếm phá hải, sau một khắc liền đi tới trước mặt, mạnh mẽ đánh tới lồng ngực của hắn. Thi triển xong linh hư tam kiếm, chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thấy đối phương hung mãnh như vậy, ngay cả trốn tránh cũng không kịp, cũng không suy nghĩ nhiều, song trưởng tiến lên đón, đồng thời vu hồn nhanh chóng vận chuyển, hồn lực gia trì. Trước đó tiêu hao hết chân khí, sức chiến đấu tương đương số 0, giờ phút này cảnh giới thân thể cùng vu hồn tăng lên, chỉ bằng vào hai thứ này cũng có thực lực không yếu. Bành! Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay của Trương Huyền bị đánh rách tả tơi. Thân thể bay ngược ra, đập xuống đất, xương ngực, xương sườn cũng nứt mấy cái. Đối phương thực sự quá mạnh, không chỉ phá hết nhất kiếm phá hải, còn chấn hắn trọng thương. Nếu không có kiếm pháp trước đó cản trở một phần lực lượng, chỉ sợ lần này không chết cũng không sai biệt lắm. Siêu! toàn thân bại liệt, còn không có từ dưới đất bò dậy, liền thấy hồ lô đã thoát khỏi dây leo, ở trên không trung nhoáng một cái, hung ác đánh tới. Lần này tốc độ nhanh hơn, nhưng muốn đột phá không gian ràng buộc, không đâm chết thể không bỏ qua. Vẻ mặt của hắn trở nên trắng bệch. Chương 2575, Trương Huyền bị đánh hai. Dùng hết thực lượng cũng không phải đối thủ, giờ phút này chân khí tiêu hao sạch sẽ, lại bị trọng thương, thật muốn mặc cho đối phương đánh tới, sợ rằng sẽ bị giết chết không gian bao vây phân thân không biết tình huống bên ngoài nhưng vì phòng ngừa đám người lạc huyền thanh nhìn thấy ngón tay búng một cái bao vây không gian bốn phía người ngoài lại không cách nào thăm dò cùng thời khắc đó phân thân phóng ra phân thân tu luyện thiên đạo vô hồn bí pháp thực lực lần nữa bạo tăng sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn không ít hẳn là có thể chống cự một lát hô phân thân xuất hiện giao lưu tinh thần lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, nắm đấm bốc lên, nghênh đón hổ lô. Bất quá mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng so với hổ lô vẫn kém một chút, nắm đấm còn không có rơi vào trên người đối phương, người sau đã xuất hiện ở trước mắt. Lạch cạch, nó đập ở trên mặt, trong nháy mắt khuôn mặt bị đập dẹp, biến thành bộ dáng hổ lô. Ta thao, phân thân điên rồi, dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Mỗi lần đi ra, đều sẽ thỏa thích chế giễu bản tôn, thỏa thích trang bức lần này còn chưa kịp nói liền bị một cái hổ lô đập dẹp tức giận mãnh liệt để hắn sắp nổ tung trong tiếng gầm gừ nắm đấm bỗng nhiên tiến lên đón ầm um, đối đầu cùng một chỗ thân thể nhoáng một cái bờ môi của phân thân phát run vội vàng quay đầu đánh không lại hắn mau chạy đi dù lực chiến đấu của hắn mạnh hơn trương huyền nhưng so với hổ lô trước mắt này vẫn là kém một đoạn rất lớn chạy trương huyền sướng sờ hắn là tới lấy hồ lô còn không có đụng đối phương liền bị đánh chạy trốn khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi không chạy người qua đây đối kháng ta không chơi với người nữa liên tục chặn lại hồ lô công kích phân thân cũng hoàn toàn thay đổi bị đánh không còn nhân dạng cắn răng hét người chạy ra sau trốn tránh ta bị đánh thảm như vậy còn có mặt mũi hỏi chạy cái gì không chạy người xông lên cho ta xem tốt ha à? Trương Huyền hơi đỏ mặt, biết hiện tại chân khí tiêu hao sạch sẽ, không phải là đối thủ, không trần trừ nữa, bàn tay chảo một cái, thu phân thân cùng rất nhiều trường kiếm vào nhẫn, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng lui ra. Tạch tạch, hồ lô tựa hồ không muốn bỏ qua hắn, lần nữa nghiền ép tới, Trương Huyền tiếp tục ngăn cản, cảm thấy thân thể giống như sắp nổ tung, bay ra, có điều giờ phút này hắn đã lùi về địa phương vừa rồi xuất hiện ảo cảnh, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ người ở trên không trung loáng thoáng nhìn thấy hồ lô sau khi đánh bay hắn rất thỏa mãn trở lại trước mặt dây leo nhẹ nhàng nhoáng một cái lần nữa dính lên dây leo nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu giống như vừa rồi nó không có chạy xuống bên ngoài nhìn thân ảnh cách đó không xa đi tới đám người lạc huyền thanh mang theo lo lắng trương sư sẽ không có chuyện gì chứ trương sư lý giải trận pháp cực cao coi như cái này không phải trận pháp cũng không kém nhiều, sẽ không có sự tình. Đúng vậy, chỉ cần có thể nhịn xuống không bộc lộ tu vi, sẽ không có sự tình. Đám người nghị luận ẩm ý, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đều không chắc chắn. Nhất là Lạc Huyền Thanh, mang theo nhiều người như vậy tới, tiêu tốn đánh đổi to lớn, nếu như ngay cả hồ lô cũng không nhìn thấy, thật không biết phải làm gì bây giờ. Mau nhìn, trương sư đi về phía trước. Viên Hiểu đột nhiên nói. Đám người vội vàng nhìn, quả nhiên thấy Trương Huyền mới vừa rồi còn ở cách đó không xa, đi về phía trước hai bước, sau đó đột ngột biến mất. Hẳn là thông qua được. Ánh mắt sáng lên, Lạc Huyền Thanh đang cảm thấy tràn đầy kích động, liền thấy một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bành một cái, đập ở cách đó không xa, từng ngụm từng ngụm hộp máu. Trương Sư, tất cả đều giật nảy mình, đám người vội vã xông lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Giấy ruộng đứng lên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm May mắn chạy nhanh Vừa tiến vào đoạn không gian huyễn cảnh liền tiếp tục lui ra sau Nếu không chỉ sợ hiện tại đã chết ở trong tay gia hỏa kia Trương Sư cũng thả ra lực lượng Bị trận pháp công kích thành như vậy Thấy hắn thương thế rất nặng Lạc Huyền thanh nhịn không được nói Bọn họ đều bởi vì kìm lòng không được thả ra lực lượng Bị trận pháp gây thương tích Gia hỏa trước mắt này còn thảm hơn bọn hắn Sẽ không phải cũng bởi vì như vậy chứ Chẳng lẽ cũng gặp phải sự tình gì, thực sự không nhịn được. Không phải? Trương Huyền lắc đầu. Vậy vì sao bị thương? Mọi người nhìn nhau, viên hiểu tràn đầy tò mò. Chẳng lẽ không gian trước mắt, trừ trận pháp, còn có những vật khác có thể hại người? Nếu thực như thế, vậy phải nên cẩn thận. Ta là Trương Huyền xấu hổ, bị một cái hồ lô đánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền